Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 188. Còn Chu Khởi thì bỗng run cầm cập. Chu Tân là ai? Là thiên tài yêu nghiệt bậc nhất Chu tộc, không chỉ là thiếu tộc trưởng mà còn sẽ lập tức trở thành tộc trưởng. Sở dĩ Chu Khởi không nhận ra nàng ta là vì gã chỉ là thiếu gia của một nhánh nhỏ trong tộc, còn không được tính vào vòng ngoài chứ đừng nói trong phạm vi nòng cốt. Đối với người như Chu Tân, gã hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc. Hai chân nhũn ra, Chu Khởi quỳ xuống, run rẩy gọi thiếu tộc trưởng. Chu Tân nói với ông lão, chém tứ chi, treo bên ngoài Chiêu Việt Thành. Chu Khởi càng run rẩy, thiếu tộc trưởng, xin ngài tha mạng. Thấy ông lão chần chừ như muốn xin tha, Chu Tân chỉ quay đầu đi, mang chúng xuống chém tứ chi, treo bên ngoài Chiêu Việt Thành cho đến chết. Và ánh mắt nàng ta bắn vào Chu Khởi đang quỳ mọp, đuổi cổ nhánh tên này ra khỏi gia tộc, không được phép dùng họ Chu nữa. Lời vừa dứt đã có hai ông lão áo đen khác xuất hiện, hai người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫn đi. Chu Tân mới quay sang Diệp Huyên, để Diệp công tử chê cười rồi. Diệp Huyên cong môi, không ngờ cô nương lại là thiếu tộc trưởng Chu tộc. Chu Tân im lặng một hồi, hỏi, không biết Diệp công tử có hứng thú đến Chu tộc một chuyến không? Diệp Huyên cau mày, đến Chu tộc. Chu Tân gật đầu, ta mời công tử đến làm khách. Diệp Huyên, vì sao? Chu Tân khẽ mỉm cười, ta không có mục đích nào khác, chỉ là muốn mời Diệp công tử đến một chuyến, để người trong tộc biết về siêu yêu nghiệt bên ngoài. Ta sẽ tìm một cường giả mệnh huyền cảnh đến để công tử giao thủ, lấy làm báo đáp. Nếu công tử muốn đến đế mộ, ta cũng có thể đi cùng. Mệnh huyền cảnh. Diệp Huyên trầm ngâm một hồi, cô nương. Chu Tân, người có thể gọi ta là Chu Tân. Diệp Huyên cười, Chu Tân cô nương muốn ta đến Chu tộc chỉ đơn giản là để người trong tộc biết về những yêu nghiệt và thiên tài bên ngoài. Chu Tân gật đầu, cũng không hoàn toàn là vậy. Chu tộc ta từng có hiểu lầm với Diệp công tử, lần này mời ngươi đi cũng là để tỏ lòng áy náy. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói, được. Mệnh huyền cảnh. Hiện nay chỉ Chu tộc mới có cường giả bực này, muốn giao thủ với họ cũng chỉ đành đến đó. Chu Tân gật đầu, vậy chúng ta đi. Sau đó đưa Diệp Huyên cùng biến mất. Chiêu Việt Thành. Đây là chủ thành của Chu tộc, đồng thời cũng là tòa thành phồn vinh nhất nguyên vũ trụ. Chu Tân dẫn Diệp Huyên đi vào, tựa như nghĩ đến điều gì mà nói, truyền lệnh cho thế hệ trẻ Chu tộc lập tức đến tụ võ trường. Kẻ nào đến sau một khắc, ta chặt chân. Một ông lão đi sau nàng ta lặng lẽ lui ra. Chu Tân hỏi Diệp Huyên, chốc nữa Diệp công tử có thể chỉ điểm cho thế hệ trẻ Chu tộc ta không? Diệp Huyên cười, cô nghiêm túc đấy à? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên chớp mắt, cô đang muốn thăm dò ta. Chu Tân cũng rất thẳng thắn, phải. Diệp Huyên bật cười, chỉ điểm thì chỉ điểm, nhưng ta sợ mấy thiên tài Chu tộc sẽ bị đả kích. Chu Tân đáp ngay, cứ việc đả kích. Diệp Huyên cười, chính cô nói đấy nhé. Chu Tân gật đầu. Hai người nhanh chóng đi đến tụ võ trường, thấy đã có mấy nghìn người tụ tập. Tất cả đều là những yêu nghiệt thuộc thế hệ trẻ của Chu tộc. Thấy Chu Tân đến, họ đều cung kính thi lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Diệp Huyên không khỏi nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc, xem ra nàng ta có danh vọng rất cao trong lòng thế hệ trẻ này. Chu Tân quét mắt nhìn họ một lượt, nói, vị này là Diệp công tử, người đã lấy mạng Chu Lan. Diệp Huyên. Cái tên này khiến mọi tầm mắt đổ dồn vào hắn, ai nấy đều mang theo vẻ bất thiện. Một vài cường giả thế hệ trước của Chu tộc cũng xuất hiện ở một bên. Người đi đầu là tộc trưởng Chu Kình. Khi nhìn thấy hắn, bọn họ đồng loạt nhíu mày. Bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Một thanh niên Chu tộc đi đến trước Diệp Huyên, hỏi, không biết Diệp công tử có thể chỉ điểm vài chiêu. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, thấy nàng ta gật đầu. Hắn thu tầm mắt về, cười nói, được. Người thanh niên nắm quả đấm lại, ngưng tụ một luồng sức mạnh khủng bố trong tay phải. Một khắc sau, nắm tay hắn ta hóa thành màu đỏ, bước về trước tung quyền thẳng vào Diệp Huyên. Sức mạnh thuần túy. Nắm đấm đi đến đâu, thời không bị thiêu cháy thành hư vô đến đó. Nhưng Diệp Huyên chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay cái. Kiếm thanh huyên chém ra một đường.
Ánh lửa bừng lên đẩy người thanh niên bay đi vạn trượng, khi dừng lại đã thấy cánh tay phải của mình đứt lìa. Bại trong một kiếm. Bốn bề lặng phắt như nghe được tiếng kim rơi. Chu Kình nhẹ giọng hỏi, nhìn ra được gì không? Ông lão áo đen đứng cạnh ông ta khàn khàn đáp, kiếm ấy bất phàm. Chu Kình, người thì sao? Ông lão im lặng một hồi mới nói, tạm không nhìn ra. Chu Kình gật gù, vậy tiếp tục. Ở nơi xa, một thanh niên khác bước đến, lần này là Chi Huyền Cảnh. Yêu nghiệt thực thụ xuất hiện rồi. Hắn ta nói với Diệp Huyên, xin chỉ giáo. Khi hắn ta nhấc chân bước ra, thời không bốn phía trở nên mờ nhạt. Nghịch thời gian. Diệp Huyên lập tức cảm nhận được lực lượng nghịch thời gian, có điều không giống với của hắn. Người thanh niên chậm rãi nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Xoẹt. Không gian trên đầu Diệp Huyên bị xé mở, để một trường ấn lao xuống. Diệp Huyên muốn ra tay thì phát hiện bản thân đang bị lực lượng nghịch thời gian ảnh hưởng, cho dù hắn có làm gì cũng sẽ vĩnh viễn chậm hơn đối phương. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự dùng chiêu chém mệnh. Kiếm vừa ra, trường ấn hóa thành hư vô, mà người thanh niên kia ngay tức khắc hóa thành một ông lão đầu hai thứ tóc. Cảnh tượng này khiến những người khác chấn kinh. Ánh mắt Chu Tân nhìn Diệp Huyên cũng mang theo vẻ trầm trọng. Bên kia, Chu Kình trợn trừng, sao có thể thế được? Ông lão áo đen đứng cạnh ông ta cũng khó tin vô cùng, hắn có thể cưỡng ép dẫn lưu thể chi lực từ bạch chú giới đến thế giới bên ngoài mà vẫn không bị phản phệ. Ông ta tập trung vào kiếm thanh huyên trong tay hắn, là thanh kiếm ấy. Nó có thể chịu đựng được lưu thể chi lực của thời gian. Thật sự khó mà tin được. Chu Kình cũng nhìn thanh kiếm với vẻ khiếp sợ. Người thanh niên kia run rẩy cất tiếng, việc này. Diệp Huyên bật cười, nghịch thời gian. Không, chiêu vừa rồi của ngươi không gọi là nghịch thời gian được. Vẫn còn trẻ lắm, nên tu luyện nhiều hơn đi. Thanh niên hỏi, ngươi làm cách nào để đưa lưu thể chi lực của thời gian trong bạch chú giới ra đây? Diệp Huyên cau mày, bộ khó lắm sao? Người thanh niên cứng đờ. Diệp Huyên, đơn giản mà. Ta từ lúc bắt đầu cho đến khi tu luyện thành công chỉ dùng chưa đến một ngày, chẳng lẽ các ngươi lại gặp khó khăn gì lớn lắm? Hắn còn cố ý liếc nhìn những thiên tài yêu nghiệt khác. Mọi người. Thanh niên kia bỗng nhìn vào kiếm thanh huyên, là vì thanh kiếm này. Diệp Huyên cũng nhìn xuống, ngươi không phục chứ gì? Thanh niên, phải. Hắn cười, không phục thì tự tạo ra một món thần khí đi, bởi vì kiếm này là do ta rèn ra. Thanh niên cau mày, ngươi tự làm ra. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt người kia rõ ràng nói hai chữ không tin. Diệp Huyên, tự ta làm ra thì tính là ngoại vật sao? Thanh niên im lặng. Diệp Huyên cười, Chu tộc này còn thiên tài yêu nghiệt nào không? Không thì tất cả có thể cùng tấn công, một mình ta chấp hết. Cùng tấn công. Những lời này khiến sắc mặt các thiên tài yêu nghiệt Chu tộc trở nên xấu xí. Tên này đang trắng trợn sỉ nhục họ. Bỗng có một cô gái đi đến, không dùng kiếm đánh được không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, thế cô dám không dùng tay đánh không? Thấy nàng ta nhìn mình, hắn lại nói, cô nương xem cô vừa nói gì kìa. Ta là kiếm tu, cô lại nói ta bỏ kiếm ra mà đánh, không thấy quá đáng sao? Cô gái, kiếm này quá lợi hại, người dùng nó chẳng khác gì ức hiếp người khác, chúng ta có thua cũng không phục. Những thiên tài yêu nghiệt khác gật gù. Cô gái, hay là người bỏ nó ra thì không đánh được. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Huyên. Ai nấy đều hùng hổ hăm dọa. Hắn chỉ cười, bảo ta không dùng kiếm cũng được, nhưng phải thêm tí tiền đặt cược. Nếu Chu tộc các ngươi thua thì phải cho ta 500 tinh mạch, nếu ta thua thì ta cũng cho các ngươi tương tự. 500 tinh mạch. Lời này khiến toàn trường kinh hãi. Một con số không nhỏ chút nào. Cô gái, người có ngần ấy tinh mạch ư? Hắn giơ kiếm thanh huyên lên, thanh kiếm này đáng giá 500 tinh mạch không? Cô gái im lặng, lần này đến phiên nàng ta không biết nói gì. Không ai nhìn thấu được Diệp Huyên, cảnh giới hắn quá thấp, nhưng sức mạnh. Lại quá kỳ lạ. Diệp Huyên lại nói, nếu cô nương không dám thì cũng không cần tấn công một mình, ta có thể chấp thêm một người nữa. Hoặc tất cả người Chu tộc đều tấn công ta đi. Nếu thua, ta tặng kiếm này cho các ngươi. Nhưng ta nói trước,
một khi đã đánh nghiêm túc thì ta sẽ không kiểm soát được bản thân, đến lúc ấy có cho cả Chu tộc hợp táng thì cũng đừng trách ta. Mọi người! Giọng Tiểu Tháp bỗng vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ có chắc là đánh lại mấy nghìn người không vậy? Diệp Huyên, không! Tiểu Tháp càng không hiểu, vậy mà còn nói nữa. Diệp Huyên, trước cứ làm bộ đã. Với lại bọn họ cũng không thể vứt hết liêm sỉ mà hội đồng ta, ta nhìn một cái là biết ai cần với không cần giữ thể diện mà. Tiểu Tháp. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, sắc mặt những thiên tài Chu tộc và yêu nghiệt đang ở đây đều trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyên đang khinh thường bọn họ. Nhưng chính vì vậy, bọn họ lại trở nên dè chừng. Tại sao Diệp Huyên lại dám ngông cuồng như vậy? Hiển nhiên là vì thực lực. Nhưng Diệp Huyên thật sự có thể khiêu chiến với toàn bộ thiên tài và yêu nghiệt của Chu tộc sao? Lúc này, cô gái trước mặt Diệp Huyên nói, ta đấu với ngươi. Nàng ta không thể không đánh. Đối mặt với sự khiêu khích của Diệp Huyên, nếu Chu tộc không ứng chiến thì thể diện của Chu tộc sẽ mất hết. Đương nhiên, như Diệp Huyên đoán, Chu tộc sẽ không đánh hắn hội đồng. Nếu đánh hội đồng, cho dù thắng thì cũng sẽ thành trò cười. Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt, cười bảo các cô thật sự không lên cùng à. Cô gái nhìn Diệp Huyên, mong Diệp công tử chỉ giáo. Nói xong, nàng ta tiến lên trước một bước này khiến cho thời không Diệp Huyên đang đứng trực tiếp trở nên hư ảo, đồng thời không hư ảo ấy cũng bắt đầu rực cháy, từng sức mạnh hủy thiên diệt địa ập về phía Diệp Huyên như muốn nghiền nát hắn. Sức mạnh thuần khiết. Chi huyền cảnh. Cô gái không sử dụng lưu thể chi lực, vì lúc trước thanh niên kia đã thất bại. Nàng ta lựa chọn sử dụng sức mạnh thuần khiết nhất để đối phó với Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Kiếm thanh huyên trong tay hắn đã trở thành một thanh kiếm bình thường. Sau khi nhắm mắt lại, Diệp Huyên nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh tâm và ngưng thần. Giờ phút này kiếm trong tay hắn khẽ rung lên. Không chỉ vậy, thần hồn của hắn cũng đang tập trung cao độ. Lúc này, ngón tay cái của hắn hơi nhúc nhích. Ù! Tiếng kiếm ngân phóng vụt lên trời. Lần này, Diệp Huyên không thi triển trảm mệnh và trảm tương lai. Sát na sinh tử. Nhát kiếm này là sát na sinh tử trong trạng thái tịnh tâm và ngưng thần. Ngay khi kiếm vừa xuất ra, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt thành một cái hố cực lớn. Ngay sau đó một bóng người liên lục lùi xa cả mấy vạn trượng. Là cô gái đó. Mà khi cô gái vừa dừng lại thì một thanh phi kiếm đã bay xuyên qua đầu mày của nàng ta. Một chuỗi hoàn hảo. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn cô gái bị kiếm của mình ghim ở nơi xa, cười hỏi cô nương có biết kiếm vì người mà bất phàm không? Kiếm tu mạnh thật sự, cho dù một mảnh gỗ thì cũng là thần kiếm tuyệt thế. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rất lâu sau mới nói, ta thua rồi. Diệp Huyên xòe tay, 500 tinh mạch. Nói rồi hắn quay đầu nhìn Chu Tân. Chu Tân khẽ nói, không ngờ Diệp công tử lại có thể ngưng tụ được thần hồn thành kiếm, chúng ta đã đánh giá thấp trình độ kiếm đạo của Diệp công tử rồi. Nói rồi nàng hơi cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ vừa đúng là 500 tinh mạch. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, trong lòng hơi ngạc nhiên, Chu tộc thật sự giàu có. 500 tinh mạch, nói đưa là đưa. Chu Tân chợt nhìn đám yêu nghiệt của Chu tộc, cảm thấy thế nào? Đám đông im lặng. Chu Tân nói tiếp, nhiều năm qua chúng ta sống quá thoải mái. Vì quá thoải mái nên nhiều người ngông cuồng cảm thấy Chu tộc của chúng ta là số một thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, Chu tộc ta phải cải cách, chỉnh đốn lại. Nói rồi nàng quay đầu nhìn Chu Kình bên cạnh, phụ thân, con đã đặt ra kế hoạch cải cách và chỉnh đốn, cha thực hiện đi. Chu Kình do dự một lát rồi gật đầu, được. Chu Tân quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân đưa Diệp Huyên tới một thời không biết tên, nàng nhìn hắn, Diệp công tử muốn đấu với mệnh huyền cảnh à. Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân khẽ gật đầu, vậy Diệp công tử có thể ra tay rồi. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, một lát sau hắn cười bảo, không ngờ cô thật sự là mệnh huyền. Chu Tân cười tủm tỉm, thì ra Diệp công tử đã đoán ra rồi. Diệp Huyên cười, Chu Tân cô nương, ta sẽ cùng hai kiếm. Chu Tân gật đầu, tới đi.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chợt biến thành kiếm Thanh Huyên, giây tiếp theo ngón tay cái của hắn khẽ gõ, kiếm trong vỏ bay ra ngoài. Nhất kiếm chảm mệnh. Thanh kiếm vừa bay ra, tinh hà biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở phía xa, Chu Tân vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc cho lưu thể chi lực vô tận kia nhấn chìm mình. Một lát sau, tinh không đã trở thành một tinh không không có sự sống, nhưng Chu Tân vẫn không hề hấn gì. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, khẽ nhíu mày, vì sao? Chu Tân đáp, mệnh huyền chi thể. Diệp Huyên hơi khó hiểu, mệnh huyền chi thể. Chu Tân gật đầu, một loại thể chất đặc biệt, còn gọi là pháp thể, vạn pháp bất xâm, bao gồm cả lưu thể chi lực trong thời không bạch trú, chúng ta có thể sinh tồn trong thời không bạch trú. Diệp Huyên im lặng. Mệnh huyền chi thể. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Lúc này, Chu Tân nói, xuất kiếm thứ hai đi. Diệp Huyên gõ nhẹ ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên hơi rung lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chu Tân nhíu mày, giây tiếp theo dường như nàng cảm nhận được gì đó, con người chợt co rút, tay phải đột nhiên giơ lên chắn. Phụt, nàng chắn khiến cho một tia máu bắn ra, cánh tay phải của nàng đã bay ra ngoài. Còn cơ thể nàng thì bị đẩy lùi mấy vạn trượng, cách Diệp Huyên rất xa. Thấy thế, Diệp Huyên im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Xa xa, Chu Tân nhìn Diệp Huyên, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, chảm tương lai. Diệp Huyên gật đầu. Sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Tân nói, lợi hại. Diệp Huyên lắc đầu, có vẻ không có tác dụng với cô. Chu Tân khẽ lắc đầu, người sai rồi, sở dĩ ta né được nhát kiếm này là do ta có đề phòng. Khi ta tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị thì có thể cảm nhận được nguy hiểm trong một khoảng thời gian của tương lai. Vì vậy nhát kiếm này của ngươi chém tới, ta có thể dựa vào bản năng nguy cơ để phòng ngự, nhưng nếu ta không có chuẩn bị trước thì chắc chắn không thể chống lại được nhát kiếm này của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng bảo, nói như vậy nghĩa là nhát kiếm này của ta có thể uy hiếp được mệnh huyền cảnh. Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyên khẽ cười, vậy thì tốt, Chu Tân cô nương, cô có ra tay không? Chu Tân lắc đầu, thôi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, vì ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyên. Chu Tân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn nói, ngươi đối mặt với cường giả mệnh huyền cảnh chỉ có một cơ hội ra tay, hơn nữa ngươi nhất định phải ra tay trước. Nếu không, một khi cường giả mệnh huyền cảnh ra tay thì ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu. Vì ngươi không có mệnh huyền thể, cường giả mệnh huyền cảnh muốn giết ngươi thật sự quá đơn giản. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, quá đơn giản. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên trầm mặc. Chu Tân cười nhẹ, không tin. Diệp Huyên cười, ta tin, cô không có lý do gì để lừa ta cả. Chu Tân gật đầu, đến đế mộ không? Diệp Huyên cười trả lời, đi. Cả hai đứng dậy đi tới đế mộ. Trên đường, Diệp Huyên chợt hỏi, Chu Tân cô nương, mệnh huyền chi thể phải tu luyện thế nào? Chu Tân nói, với người khác thì gần như không thể. Nhưng với ngươi chắc là rất đơn giản. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Chu Tân giải thích, muốn tu luyện mệnh huyền chi thể cần hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất là đủ tài nguyên, ít nhất phải trên 1000 tinh mạch mới đủ. Thứ hai, cần dung hợp với một loại thời không đặc biệt. Lúc trước ta có quan sát kiếm của ngươi có vẻ có tác dụng kiềm chế thời không? Diệp Huyên cười, đúng thế. Nói xong hắn nhìn Chu Tân cô nương. Cô có thể dạy ta không? Chu Tân hỏi ngược lại, người phía sau ngươi rất mạnh, chẳng lẽ nàng không muốn dạy ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu, nàng cách ta hơi xa, ta không thể chủ động liên lạc được với nàng. Chu Tân im lặng một lúc rồi bảo, được. Nói rồi nàng chỉ vào một điểm, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Người Diệp Huyên hơi rung lên, vô số tin tức tràn vào đầu hắn. Phương pháp tu luyện mệnh huyền chi thể. Diệp Huyên nhìn Chu Tân cô nương, cô dễ dàng cho ta vậy sao? Chu Tân nói, ngươi là người trong cùng một giới với chúng ta. Diệp Huyên hơi sững người, sau đó hỏi, có ý gì? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, giống như mượn tiền vậy, một người có thực lực rất dễ tìm được người cùng giới để mượn được tiền, mà hắn cũng sẵn sàng cho người cùng giới với mình mượn. Vì sao?
vì hai bên đều biết đối phương có thể trả được. Ngược lại, một người thực lực hơi kém tìm một người giàu có mượn tiền, đến 8-9 phần là không mượn được, bởi vì trong mắt đối phương, đây là giả heo ăn thịt hổ, có vay không có trả. Diệp Huyên. Chu Tân lại nói, phương pháp tu luyện này với người khác là rất quý, nhưng với ngươi thì không, vì cho dù ta không cho ngươi, sau này chắc chắn ngươi cũng sẽ có được. Nếu đã vậy thì sao ta không cho ngươi, bán cho ngươi một ân huệ. Diệp Huyên cười hỏi, đây là văn hóa của giới mà cô nói à? Chu Tân gật đầu, thực lực không đủ thì không thể chơi cùng giới. Diệp Huyên im lặng. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, ta biết vì sao chủ nhân không đưa người đi chơi rồi. Vì thực lực của người không đủ, người và chủ nhân không cùng một giới. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, người không biết ăn nói thì đừng lên tiếng. Tiểu Tháp. Lúc này, Diệp Huyên chợt dừng lại, hắn gọi Lương Nhân ra. Diệp Huyên nhìn Lương Nhân trước mặt, cười bảo, Lương Nhân cô nương, chúng ta phải xa nhau rồi. Lương Nhân nhìn Diệp Huyên, hay là ta đi cùng ngươi đi? Diệp Huyên. Lương Nhân nói tiếp, không phải vì Tiểu Tháp của ngươi mà ta muốn đi cùng ngươi đâu. Chủ yếu là vì ta cảm thấy ngươi khá tốt, ta muốn kết bạn với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, Lương Nhân cô nương, mục tiêu bây giờ của cô là Mệnh Huyền đúng không? Lương Nhân gật đầu, Diệp Huyên do dự một lát rồi bảo, Lương Nhân cô nương, đúng là chúng ta nên tách ra thôi. Lương Nhân và hắn nói một cách nghiêm khắc thì đến bạn bè cũng không phải, hắn không có nghĩa vụ cho đối phương tu luyện trong Tiểu Tháp mãi. Lương Nhân lúc này đã là Chi Huyền. Đương nhiên đây là vì tu luyện trong Tiểu Tháp, hơn nữa đối phương còn dùng gần mấy chục tinh mạch của hắn. Lương Nhân im lặng một lúc lâu rồi nói, bảo trọng. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt cong ngón tay, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Lương Nhân. Chính là phương pháp tu luyện Mệnh Huyền chi thể vừa nãy. Lương Nhân hơi sững sờ, sau đó lên tiếng, ngươi. Diệp Huyên cười, cô tự giải quyết vấn đề linh khí đi. Sau khi im lặng một lúc, Lương Nhân cất lời cảm ơn. Nói xong nàng ta quay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên quay đầu nhìn Chu Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tân gật đầu. Lương Nhân biến mất ở phương xa. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng hơi tò mò, Chu Tân cô nương, Thương Khâu quốc năm xưa bị vị kiếm tu kia hủy diệt à? Chu Tân trả lời, tuy không phải hắn hủy diệt nhưng cũng liên quan rất lớn đến hắn ta, vì khi ấy hắn ta đã giết một loạt cường giả hàng đầu Thương Khâu quốc. Đại ca. Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong lòng hơi tò mò, thông thường đại ca chỉ so chiêu, không giết người. Chẳng lẽ Thương Khâu quốc này khiến đại ca nổi giận? Đế mộ. Không lâu sau Diệp Huyên và Chu Tân đã tới đế mộ chi địa. Đế mộ chi địa nằm trong một dãy núi, hai người vừa tới trước dãy núi này, Diệp Huyên đã cảm nhận được một sức mạnh thần bí. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, đế vương chi khí. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi mà đế vương chi khí ở đây vẫn nồng đậm như vậy. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, Chu tộc của cô chưa đi vào bao giờ à? Chu Tân lắc đầu, không thể đi vào. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chu Tân im lặng một lúc rồi nói, thứ nhất, ở đây có Chu thần trận đế vương Thương Khâu năm đó để lại, trận này cực kỳ mạnh, dù là cường giả Mệnh Huyền cảnh cũng khó phá. Thứ hai, ở đây còn có kiếm khí vị kiếm tu kia để lại năm đó. Trận pháp đó, Chu tộc ta đang từ từ ăn mòn, nhưng kiếm khí còn sót lại này. Nói đến đây, vẻ mặt nàng chợt trở nên hơi ngưng trọng, năm xưa Chu tộc ta cũng muốn phá những kiếm khí này, nhưng cuối cùng không thành công. Không chỉ không thành công mà còn tổn thất một vị cường giả Mệnh Huyền cảnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô muốn ta đối phó với kiếm khí đó? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta vào thôi. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, người thật sự quen vị kiếm tu đó sao? Nếu không quen thì bây giờ rút lui vẫn còn kịp, nếu không lát nữa sợ rằng chúng ta đều khó lòng sống sót. Diệp Huyên cười, đi thôi. Nói rồi hắn bước đi. Chu Tân im lặng một lúc rồi cũng đi theo. Đi chưa được bao lâu, Diệp Huyên đã thấy một đống tượng đá lớn rải rác khắp nơi ở phía xa, ngoài ra còn có một số người đàn ông bằng tượng mặc áo giáp. Diệp Huyên chợt hỏi, Chu Tân cô nương, ban đầu Thương Khâu quốc rất mạnh à?
Chu Tân gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyên lại hỏi, có ai trên mệnh huyền không? Chu Tân lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không biết. Chu Tân gật đầu, chúng ta cũng không biết nhiều về Thương Khâu Quốc. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này Chu Tân chợt chỉ vào phía xa, ngươi nhìn nơi đó đi. Diệp Huyên nhìn theo, cách họ không xa có một đồng bằng, trên đồng bằng có mấy chục ngôi mộ, trong đó còn có một ngôi mộ cực kỳ lớn, xung quanh có màu vàng đỏ, rất xa hoa. Chu Tân nhìn ngôi mộ vàng đó rồi khẽ nói, chắc đó là mộ của đế vương cuối cùng của Thương Khâu Quốc Đế Minh. Diệp Huyên nhìn quanh, nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi bất an. Chu Tân đột nhiên nói, có biến. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, nàng đang nhìn ngôi mộ vàng ấy, bên trong có người. Còn sống. Có người. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này một luồng kiếm khí đột nhiên từ trên trời bay xuống như sợi lông vũ. Nhìn thấy luồng kiếm khí này, sắc mặt Chu Tân thay đổi, đây chính là kiếm khí của kiếm tu kia. Diệp Huyên lúc này lại xòe bàn tay, luồng kiếm khí ấy chậm rãi bay vào lòng bàn tay hắn. Kiếm khí có linh. Đừng nói là kiếm khí của tam kiếm, đến kiếm khí của hắn mà cũng đã có linh rồi. Diệp Huyên nhìn kiếm khí trong tay, cười khẽ hỏi, đại ca đâu? Luồng kiếm khí hơi rung lên, như đang trả lời. Diệp Huyên im lặng, ý của kiếm khí là đại ca đã ở nơi rất xa rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ nhìn luồng kiếm khí trong tay. Ngươi đi theo ta đi, kiếm khí hơi rung lên trông rất vui vẻ. Diệp Huyên cất kiếm khí đi, lúc này ngôi mộ vàng ở phía xa đột nhiên khẽ run lên. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng bảo, cẩn thận. Diệp Huyên nhìn về phía ngôi mộ vàng, vào lúc này, ngôi mộ chợt mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên mặc long bào chậm rãi bay lên. Chu Tân khẽ nói, Đế Minh. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, trong lòng thầm cảnh giác. Lúc này, Đế Minh kia chợt mở mắt, nhìn vào Diệp Huyên, ngươi là gì của kiếm tu kia? Diệp Huyên trả lời, huynh ấy là đại ca kết nghĩa của ta. Chu Tân quay đầu lại, đại ca, kết nghĩa. Diệp Huyên gật đầu. Nét mặt Chu Tân hơi kỳ lạ. Phía xa, Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn mạnh như vậy mà ngươi rõ yếu, sao hắn lại kết nghĩa với ngươi? Diệp Huyên im lặng, ông già này có biết ăn nói không hả? Bảo sao lúc đầu bị đại ca đánh thê thảm thế? Sống trên đời này, đối nhân xử thế và cách nói chuyện rất quan trọng. Đế Minh lại nói, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Diệp Huyên nhìn Đế Minh, để làm gì? Đế Minh bật cười, để làm gì? Diệp Huyên hỏi, ông định trả thù à? Đế Minh phất tay áo, sau đó nở nụ cười, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, ai cho ông dũng khí đó? Đế Minh cười nhẹ, sao, người nghĩ đại ca của ngươi mạnh lắm à? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không mạnh mà Thương Khâu Quốc các ông lại thế này à? Ban đầu Đế Minh sửng sốt, sau đó ông ta cười bảo, ý ngươi là Thương Khâu Quốc của ta làm sao? Diệp Huyên hơi cau mày. Lúc này, Chu Tân chợt nói, không đúng. Nàng vừa dứt lời. Những ngôi mộ phía xa chợt khẽ rung lên, giây tiếp theo mộ mở ra, từng cường giả đi ra. Khi những người này đi ra, Diệp Huyên và Chu Tân đều biến sắc. Tất cả đều là mệnh huyền cảnh. Có tổng cộng 49 mệnh huyền cảnh. Nhiều mệnh huyền cảnh thế. Không chỉ Diệp Huyên mà đến Chu Tân cũng biến sắc. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, cười nói, đúng là nực cười. Ngươi còn tưởng Thương Khâu Quốc của ta là do kiếm tu kia hủy diệt nữa, ai cho ngươi dũng khí để ngươi nghĩ như vậy? Diệp Huyên nhìn Đế Minh, không nói gì. Chu Tân đột nhiên cất lời, các hạ, nếu không phải vì kiếm tu đó thì sao Thương Khâu Quốc? Nói đến đây, đồng tử nàng chợt co rút. Thương Khâu Quốc đã bị hủy diệt ư? Không hề. Chẳng những không bị hủy diệt mà còn trở nên mạnh hơn. Dựa theo ghi chép lịch sử cổ đại. Khi xưa Thương Khâu Quốc không có nhiều mệnh huyền cảnh thế này. Mà bây giờ, Thương Khâu Quốc lại có tới 49 mệnh huyền cảnh, lại thêm Đế Minh đứng đầu, vậy nghĩa là có 50 mệnh huyền cảnh. Đội hình này phải nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Đế Minh chợt nói, xem ra các ngươi rất khó hiểu. Chu Tân khẽ gật đầu, đúng là hơi khó hiểu,
vì theo nhưng chúng ta biết thì Thương Khâu Quốc của ông không có nhiều mệnh huyền cảnh đến thế. Đế Minh cười nói, đúng là ngày xưa không nhiều. Nói rồi ông ta nhìn những người phía sau, mỉm cười bảo, chúng ta từ bỏ hầu hết những người ở đất nước của mình, tập trung tài nguyên rồi cung cấp cho những người xuất sắc nhất Thương Khâu Quốc sử dụng, hiểu chứ? Chu Tân hơi nhíu mày, từ bỏ hầu hết tộc nhân. Đế Minh gật đầu, đúng thế. Chu Tân im lặng. Trong lòng chấn động. Từ bỏ hầu hết tộc nhân, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm Đế Minh cướp đoạt hết toàn bộ tài nguyên, sau đó bỏ rơi người của Thương Khâu Quốc, cuối cùng tập trung những tài nguyên đó cho những người yêu nghiệt nhất Thương Khâu Quốc này. Kết quả là gì? Kết quả là sau ngần ấy năm, toàn bộ người tu luyện bình thường của Thương Khâu Quốc đều đã chết, mà những người phía sau Đế Minh này thì tiến thêm một bước, đạt tới mệnh huyền. Tàn nhẫn. Chu Tân nhìn đám Đế Minh, không nói gì. Lúc này Diệp Huyên chợt hỏi, vậy đại ca ta và các ông là thế nào? Đế Minh nhìn Diệp Huyên, cười đáp, ban đầu hắn tới Thương Khâu Quốc của ta, muốn đấu đơn với ta nhưng ta đang bế quan, vì vậy ta bảo hắn chờ ta một thời gian. Nhưng có vẻ hắn có chuyện gì đó nên chỉ để lại một luồng kiếm khí rồi đi luôn. Sau đó nói với ta, sau này nếu ta xuất quan, chỉ cần phá hủy kiếm khí của hắn thì hắn sẽ xuất hiện. Mà bây giờ ta vừa xuất quan, đang định phá hủy kiếm khí của hắn thì ngươi tới. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Quá trùng hợp! Đế Minh nhìn Diệp Huyên, cười nói tiếp, nếu ngươi nói ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì ta sẽ đấu với ngươi trước, tìm hắn với tìm ngươi cũng không có gì khác biệt. Mặt Diệp Huyên đen xì, chết tiệt, khác biệt hơi lớn đấy. Đế Minh đang chuẩn bị ra tay thì Diệp Huyên lên tiếng, chẳng phải huynh ấy để lại cho ông một luồng kiếm khí sao? Ông đánh với kiếm khí của huynh ấy trước đi. Nói rồi hắn xòe tay ra, kiếm khí của đại ca xuất hiện trong tay hắn. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, người bảo ta đánh với một luồng kiếm khí. Diệp Huyên gật đầu. Đế Minh nheo mắt, người đang sỉ nhục ta đấy à? Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, hay là ngươi cảm thấy ngươi còn không bằng một luồng kiếm khí? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, đại ca cũng thật là, làm việc không triệt để gì cả, ban đầu huynh ấy nên đánh bại ông già này ngay mới phải. Lúc này Đế Minh cười nói, chúng ta so chiêu đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, ông là đối thủ đại ca ta tìm, nếu ta đấu với ông, ta sợ huynh ấy sẽ không vui, ông. Đế Minh khẽ cau mày, sao ngươi dài dòng thế? Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn, ta đánh với ngươi có khác gì đánh với hắn? Mặt Diệp Huyên đã đen như đáy nồi. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, khác biệt này, lớn lắm. Diệp Huyên. Lúc này, tay phải của Đế Minh đã xòe ra, trong chốc lát, thời không xung quanh trước mặt Diệp Huyên chợt chồng lên nhau, lúc này ít nhất phải có đến mấy chục loại chồng chất thời không. Thoáng chốc, Diệp Huyên cảm nhận được áp lực thời không cực kỳ đáng sợ. Chu Tân hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề. Đối phương là cường giả trên mệnh huyền. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên chợt bay ra. Phụt! Ngay khi kiếm Thanh Huyên xuất ra, vô số thời không chồng chất đã bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, Đế Minh hơi giật mình, sau đó cười nói, ngươi cũng không quá yếu. Diệp Huyên cười hỏi, ông thật sự muốn đánh với ta? Đế Minh gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi đại ca của ngươi tới đây. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vậy ta gọi đại ca ta tới. Đế Minh. Diệp Huyên xòe bàn tay, luồng kiếm khí của đại ca chậm chậm bay tới trước mặt Đế Minh, ông muốn tìm huynh ấy cũng rất đơn giản, ông cảm ứng luồng kiếm khí đó, ta tin là ông có thể cảm nhận được huynh ấy. Đế Minh nhìn kiếm khí trước mặt. Trầm mặc một lát rồi nhìn Diệp Huyên, thôi, phiền phức quá, ta đánh với ngươi. Ngươi xuất chiêu đi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, phải làm sao đây? Diệp Huyên suy nghĩ giây lát sau đó đi tới trước mặt Đế Minh, đưa kiếm Thanh Huyên cho ông ta, ta đổi đối thủ cho ông cầm thanh kiếm này cảm nhận đi, sẽ có người tìm ông. Đế Minh nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, không đấy. Diệp Huyên. Tiểu Tháp chợt nói, tiêu rồi. Ông già này không chơi theo lẽ thường. Nghe lời này của Đế Minh, Diệp Huyên chợt hiểu ra. Đối phương không hề muốn đấu với đại ca, mục tiêu của đối phương thực ra chính là Diệp Huyên hắn.
Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, cười hỏi, ta hơi khó hiểu, hẳn là chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao ông lại muốn nhằm vào ta? Nói rồi hắn giơ kiếm thanh huyên trong tay lên, vì thanh kiếm này sao? Đế Minh cười đáp, chỉ là một trong số đó. Diệp Huyên khẽ cau mày, còn gì nữa? Đế Minh nhìn Diệp Huyên, còn cả luồng kiếm khí ngươi vừa mới cất đi nữa. Kiếm khí của đại ca. Diệp Huyên hơi giật mình, sau đó nở nụ cười, thì ra là vậy. Nói xong hắn quay đầu nhìn Chu Tân cô nương, mục tiêu của chúng là ta, cô đi trước đi. Chu Tân ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, kiếm khí đó của ngươi không đủ để giết ông ta, vì ông ta sẽ không tự chống lại kiếm khí đó của ngươi đâu. Diệp Huyên cười, ta biết, nếu ông ta dám nhằm vào ta thì chắc chắn tự tin có thể đối phó với luồng kiếm khí này của đại ca ta. Chu Tân cô nương, cô đi đi. Chu Tân im lặng một lúc rồi chậm chậm đi tới chỗ Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn, chúng ta có tính là bạn bè không? Diệp Huyên chần chừ một chút rồi đáp, chắc là không đâu. Chu Tân quay người rời đi, không chút do dự. Diệp Huyên vội nói, tính, trong lòng ta, Chu Tân cô nương đã là bạn từ lâu rồi. Chu Tân dừng bước, quay lại nhìn Diệp Huyên, người biểu diễn trước đi, nếu không địch lại được thì ta sẽ ra tay đưa người đi. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, Chu Tân cô nương, cô phải suy nghĩ cho kỹ, bên kia có 49 cường giả mệnh huyền cảnh đấy. Chu Tân suy nghĩ rồi bảo, vậy người đánh trước đi, ta sẽ xem tình hình rồi quyết định. Nghe đến đây, mặt Diệp Huyên đen xì, còn có thể chơi thế này à? Lúc này, Đế Minh chợt nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa được không? Diệp Huyên cười đáp, được. Dứt lời, hắn chợt xòe lòng bàn tay, một luồng kiếm khí chợt bay ra. Đó chính là kiếm khí của đại ca. Kiếm khí này vừa ra, nhóm Đế Minh đều biến sắc. Bây giờ bọn họ đã là cường giả mạnh nhất vùng đất này, theo lý mà nói hẳn không còn gì có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm mới đúng. Thế nhưng khi kiếm khí này xuất hiện, sắc mặt tất cả mệnh huyền cảnh đang có mặt đều thay đổi lớn. Kể cả Đế Minh đứng đầu kia. Lúc này vẻ mặt ông ta cực kỳ nặng nề. Mà ngay lúc Diệp Huyên phóng ra luồng kiếm khí đó, tay phải của Đế Minh chợt xòe ra, trong tay ông ta xuất hiện một người gỗ nhỏ, người gỗ gặp gió là thay đổi, hóa thành một chiến sĩ mười mấy trượng mặc áo giáp đen cao. Trong tay chiến sĩ mặc áo giáp này cầm một thanh đao khổng lồ. Chiến sĩ áo giáp chợt tiến lên một bước. Trời long đất lở. Cả đế mộ chi địa bắt đầu nứt vỡ. Mà lúc này, chiến sĩ áo giáp giơ đao lên bằng cả hai tay rồi chém mạnh xuống. Thanh đao hạ xuống, thiên địa nứt lìa, thoáng chốc thời không trong bán kính mấy trăm vạn dặm đã biến thành một tấm lưới khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng, chết tiệt, gì thế này? Sao cảm giác còn mạnh hơn cả cường giả mệnh huyền cảnh thế? Thanh đao hạ xuống. Diệp Huyên cảm nhận được luồng kiếm khí của đại ca như sắp vỡ ra. Nhưng khi đại đao vừa tiếp xúc với luồng kiếm khí, đại đao chợt nứt ra, giây tiếp theo, kiếm khí đâm xuyên qua lồng ngực người khổng lồ. Ầm. Thân thể người khổng lồ run lên dữ dội, sau đó nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Hết rồi. Nhưng luồng kiếm khí vẫn còn tồn tại, nó phóng thẳng tới Đế Minh đằng xa. Đế Minh hơi nheo mắt, trận. Vừa dứt lời, trước mặt ông ta xuất hiện một chiếc long ỷ, ngay sau đó một con rồng vàng khổng lồ bay ra từ trong ghế, con rồng gầm lên, bay thẳng về phía luồng kiếm khí đó. Khi đến gần luồng kiếm khí ấy, con rồng vàng há miệng sau đó nuốt lấy luồng kiếm khí. Giây tiếp theo. Bùm. Con rồng vàng khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nó hóa thành vô số mảnh vụn rồi tan biến. Kiếm khí lao thẳng tới trước mặt Đế Minh. Đế Minh ấn ngón tay, nhất chỉ bắn lên kiếm khí. Ầm. Cơ thể Đế Minh chợt run lên, sau đó tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, luồng kiếm khí ấy cũng biến mất. Dù sao chỉ là kiếm khí tùy ý để lại, thuộc về vật tiêu hao, nếu bản thể của nó cố ý để lại kiếm khí thì sẽ không bao giờ biến mất. Cơ thể Đế Minh ngày càng hư ảo. Nhưng vẻ mặt ông ta lại rất bình tĩnh. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, khẽ cau mày, cảm thấy không ổn lắm. Chẳng mấy chốc, Đế Minh đã hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh,
không ngờ kiếm khí hắn để lại lại mạnh đến vậy, đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi đi tới. Người đó chính là Đế Minh. Diệp Huyên nheo mắt, phân thân. Đế Minh khẽ gật đầu, vừa rồi là phân thân của ta. Phân thân. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, con át chủ bài duy nhất của ngươi mất rồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hắn lại xuất hiện một luồng kiếm khí khác. Là kiếm khí của người đàn ông áo xanh. Khi nhìn thấy kiếm khí này, vẻ mặt Đế Minh cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười bảo ta vẫn còn. Vừa nãy là của đại ca ta, lần này là của phụ thân ta. Đế Minh nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt! Ông ta gặp phải con ông cháu cha à? Diệp Huyên nhìn Đế Minh, lần này ông cũng là phân thân à? Đế Minh im lặng. Để tiêu hao kiếm khí của kiếm tu đó, ông ta đã hy sinh quá nhiều, dù là người khổng lồ vừa nãy hay long ỷ lúc sau thì đều là bảo vật của Thương Khâu Quốc. Nhất là phân thân kia, ông ta tu luyện gần nghìn vạn năm mới luyện ra được. Nhưng tất cả đều bị kiếm khí vừa nãy phá hủy. Mà bây giờ trong tay Diệp Huyên vẫn còn kiếm khí khác. Nét mặt Đế Minh cực kỳ khó coi. Diệp Huyên cười bảo, còn đánh nữa không? Đế Minh nhìn hắn, không đánh nữa. Diệp Huyên cười khẽ, vậy ta đi đây. Đế Minh gật đầu, được. Diệp Huyên quay sang nhìn Chu Tân, chúng ta đi thôi. Chu Tân khẽ gật đầu. Hai người quay lưng bỏ đi. Lúc này, Đế Minh đột nhiên nói, tiểu tử, có muốn hợp tác không? Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, hợp tác. Đế Minh gật đầu, ta biết một bí cảnh thượng cổ, ở đó có một thần vật tên Vũ Trụ Thư, người có hứng thú không? Diệp Huyên hơi nhíu mày, Vũ Trụ Thư. Lúc này Chu Tân ở bên cạnh đột nhiên chỉnh trọng nói, Vũ Trụ Thư. Diệp Huyên quay đầu nhìn Chu Tân, làm sao vậy? Sau một lúc im lặng, Chu Tân mới nói, đó là quyển sách về nguồn gốc võ đạo của nguyên vũ trụ chúng ta, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Nói rồi nàng nhìn Đế Minh, ông đã ở trên mệnh huyền mà vẫn để tâm đến Vũ Trụ Thư à? Đế Minh lắc đầu, ta vẫn chưa trên mệnh huyền, ta chỉ đạt tới cực hạn của mệnh huyền cảnh thôi. Nếu muốn đi xa hơn thì chỉ có thể tìm Vũ Trụ Thư. Diệp Huyên chợt hỏi, sao các ông lại kiên trì với cảnh giới như vậy? Đế Minh và Chu Tân đều nhìn Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lẽ nào các ông không biết, không có cảnh giới mới là cảnh giới cao nhất sao? Đế Minh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người muốn nói gì? Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, cường giả thực thụ đều không có cảnh giới. Các ông nhìn ta đi, ta không có cảnh giới. Đế Minh hơi cau mày, người mạnh à? Diệp Huyên. Đế Minh lại nói, còn nữa, không phải ngươi không có cảnh giới mà là cảnh giới của ngươi thấp. Tuổi còn nhỏ, không học hành tử tế, suốt ngày chỉ biết múa mồm múa mép với người ta. Nếu ngươi không có chống lưng thì đã chết cả trăm lần rồi. Diệp Huyên hờ hững nói, ông và ta không cùng thời đại, ông dám hạ cảnh giới xuống đánh với ta không? Đế Minh chất vấn, thực lực của ta là do ta tu luyện mà có, sao ta phải hạ cảnh giới để đánh với ngươi? Dựa vào đâu mà ta phải hạ cảnh giới để đánh với ngươi? Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên nói tiếp, vẫn là câu nói đó, không có phụ thân và đại ca thì ngươi chẳng là cái gì cả. Nói rồi ông ta chỉ vào Chu Tân, cả nàng ta nữa, vì sao nàng ta lại đi theo ngươi? Hơn nữa còn muốn cùng tiến cùng lui với ngươi. Ngươi nghĩ là nàng ta coi trọng ngươi sao? Không, người nàng ta coi trọng là người phía sau ngươi, muốn có mối quan hệ tốt với họ. Còn ngươi lại nghĩ là nàng ta coi trọng ngươi, nếu ngươi không có chỗ dựa thì cô nương này còn chẳng thèm nhìn ngươi một lần. Chu Tân đột nhiên lên tiếng, ông sai rồi. Đế Minh nhìn Chu Tân, sao? Cô cũng định giả dối à? Chu Tân lắc đầu, ta thấy điều ông nói là không đúng. Thứ nhất, ông tu luyện đến giờ đều dựa vào một mình ông sao? Ta đoán không nhầm thì từ khi sinh ra ông đã ở hoàng tộc, sở hữu vô số tài nguyên của Thương Khâu Quốc, đúng không? Đế Minh nhìn Chu Tân, không nói gì. Chu Tân lại nói thêm, ta cũng vậy, thiên phú của ta không tệ, nhưng nếu ta không sinh ở Chu tộc thì ta cũng chẳng thể đi tới ngày hôm nay. Hai chúng ta đều dựa vào sự che chở của tổ tiên thì có tư cách gì mà nói hắn dựa vào phụ thân và đại ca. Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu,
Lại nói tiếp, còn một điều nữa, ông và hắn không cùng thời đại, ta tin khi bằng tuổi hắn, ông nhất định không mạnh bằng hắn. Ông là lão quái vật đã sống vô số năm, đi so sánh với một người trẻ tuổi vốn đã là không công bằng, không chỉ không công bằng mà còn là đáng xấu hổ. Nếu cảm thấy hổ thẹn thì sẽ không làm chuyện như vậy. Đế Minh nheo mắt, vẻ mặt khó chịu. Chu Tân phớt lờ ông ta mà nói tiếp, nếu ông thật sự lợi hại, thật sự có khí phách thì đã trực tiếp đi tìm đại ca hắn hoặc phụ thân hắn rồi, nhưng ông không dám. Ông còn chẳng ngăn nổi một luồng kiếm khí mà đại ca hắn để lại, cũng có nghĩa là ông và đại ca của hắn, cả phụ thân của hắn nữa vẫn không cùng một cấp bậc, chính vì như vậy nên ông mới muốn hợp tác với hắn, vì sao? Vì ông đã không dám cứng đối cứng với hắn nữa, nhưng ông lại không cam lòng, vì ông thấy nếu hắn không có đại ca và phụ thân thì ông có thể một chưởng đánh chết hắn. Tiếc là hắn có, nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, ngươi còn có một muội muội vô địch nữa đúng không? Diệp Huyên thành thật gật đầu, nhưng ta chưa bao giờ dựa vào họ, từ trước đến nay đều dựa vào sự cố gắng của ta. Chu Tân bước tới bên cạnh Diệp Huyên, khẽ nói, ngươi mà còn giả vờ nữa là ta không thể nói giúp cho ngươi được nữa đâu. Đời này ta chưa bao giờ nói nhiều điều trái với lòng mình đến vậy, ngươi đừng làm khó ta nữa. Được không? Diệp Huyên. Đế Minh nhìn chằm chằm hai người phía Diệp Huyên với vẻ mặt âm trầm. Ông ta thực sự không thích Diệp Huyên, nhưng sau khi thấy uy lực của luồng kiếm khí ấy, đúng là ông ta không dám làm gì Diệp Huyên nữa. Một luồng kiếm khí đã đáng sợ đến vậy rồi, thực lực của bản thể sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa? Đó chắc chắn là người mà Đế Minh ông ta không thể chống lại được. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Tân cô nương. Vì chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người lại càng thêm thân thiết. Về việc thay đổi cách gọi của Diệp Huyên, Chu Tân chỉ liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Hai người rời đi. Lúc này Đế Minh chợt nói, ngươi không muốn vũ trụ thư sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, kiếm tu, có kiếm là được, cần vũ trụ thư làm gì? Tất cả ngoại vật đều là chướng ngại vật đối với ta. Không dùng ngoại vật. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy sao ngươi lại dùng thanh kiếm trong tay ngươi? Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên, sau gió mỉm cười, ông nghĩ vì nó là thần kiếm nên ta mới dùng nó sao? Sở dĩ ta dùng nó là bởi nó là kiếm mà thanh nhi của ta tạo ra. Ta không coi trọng năng lực đặc biệt của nó mà là tình cảm của Thanh Nhi dành cho ta. Nói xong hắn quay sang nhìn Chu Tân, ta nói vậy, cô có tin không? Chu Tân chớp mắt, tin không? Một câu hỏi, hai ý nghĩa. Diệp Huyên gật đầu, điều này có thể tin được. Chu Tân lập tức gật đầu, ta tin, thiên tài yêu nghiệt như ngươi vừa là kiếm tu, vừa xuất thân danh môn, sao lại phải nói dối chứ? Diệp Huyên tới gần Chu Tân. Khẽ hỏi, lời này có trái với lòng cô không? Chu Tân chớp chớp mắt, đôi mắt vừa to vừa sáng, không sao, có vẻ ta đã sắp quen rồi. Diệp Huyên. Tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên thầm thở dài. Cuối cùng tiểu chủ cũng gặp được một người sẵn sàng giả vờ tỏ vẻ cùng hắn. Lúc này, Đế Minh đột nhiên lên tiếng, chàng trai trẻ, ta hy vọng cậu đừng hành động theo cảm tính. Nếu cậu không biết độ đáng quý của vũ trụ thư thì có thể hỏi cô nương bên cạnh cậu. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh, vũ trụ thư do ai sáng tạo ra? Đế Minh khẽ cau mày, cậu hỏi vấn đề này làm gì? Diệp Huyên cười, người sáng tạo ra vũ trụ thư có thể đỡ được một kiếm của đại ca ta không? Đế Minh nheo mắt, không nói gì. Diệp Huyên không nói nữa, dẫn Chu Tân quay người rời đi. Đế Minh cũng không nói thêm lời nào nữa. Lúc này bên cạnh Đế Minh xuất hiện một ông lão, ông ta nhìn theo hướng Diệp Huyên và Chu Tân rời đi phía xa rồi trầm giọng bảo, không cần hắn, chúng ta cũng có thể vào được thời không na trụ. Đế Minh lắc đầu, cái giá quá đắt, quá đắt. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên phía xa, nhẹ giọng nói, thanh kiếm trong tay cậu ta có thể khống chế thời không, có thanh kiếm đó, chúng ta không cần hy sinh bất cứ ai cũng có thể vào được. Ông lão nghiêm nghị bảo, chàng trai này như thần tiên vậy, tiếp xúc với hắn nhiều, ta sợ ngài sẽ bị tức chết. Đế Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, hắn sẽ thỏa hiệp thôi. Vũ trụ thư. Sở dĩ ban đầu ông ta hy sinh người dân Thương Khâu Quốc là vì phát hiện ra vũ trụ thư, nhưng với thực lực của Thương Khâu Quốc khi đó hoàn toàn không thể vào được thời không na trụ.
Cuối cùng bọn họ quyết định hy sinh người dân thương Khâu Quốc, tập trung tài nguyên cho những người này, dốc toàn lực của cả nước để nâng cao thực lực của 49 người. Mà mục đích của bọn họ chính là thời không na trụ. Nhưng vừa nãy khi tỉnh lại, ông ta ngạc nhiên mà mừng rỡ phát hiện kiếm trong tay Diệp Huyên có thể khống chế thời không. Thanh kiếm này có thể phá được lực lượng thời không của thời không na trụ không? Theo ông ta thấy thì rất có khả năng này. Bởi vì người phía sau Diệp Huyên rất mạnh. Ở nơi khác, Diệp Huyên và Chu Tân trở về Chu tộc, sau khi về đến Chu tộc, Diệp Huyên bắt đầu bế quan. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Lần này hắn ngồi liền mấy ngày. Mấy ngày này hắn không tu luyện mà chỉ ngồi đó. Tiểu Tháp không kìm được hỏi, tiểu chủ, người bị đả kích à? Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu Tháp do dự một lúc, sau đó nói, tiểu chủ, người cũng đừng quá để ý lời của đế minh, thực sự không được thì chúng ta về vũ trụ ngũ duy hoặc thanh thành tìm chút tự tin. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Tiểu Tháp nói, tiết tấu quá nhanh, người không chịu được, đây cũng là điều bình thường. Diệp Huyên khẽ nói, tiểu Tháp, ta cảm thấy đế minh có một câu rất đúng. Công bằng mà nói, không có phụ thân và thanh nhi, đúng là ta chẳng là gì cả. Nói rồi hắn cười cay đắng, từ trước đến nay, lần nào ta cũng nói không muốn dựa dẫm quá nhiều vào thanh nhi và phụ thân, nhưng sự thật thì rất nhiều lúc đều là thanh nhi và phụ thân giải quyết vấn đề giúp ta. Tiểu Tháp tiếp lời, còn có một số mối quan hệ tốt, thật ra những mối quan hệ ấy đều do chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ, chẳng hạn như Chu Tân tỷ tỷ. Sở dĩ tỷ ấy giúp tiểu chủ như vậy chắc cũng là vì coi trọng người phía sau tiểu chủ, chứ không phải bản thân người. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ đúng là như vậy. Tiểu Tháp bảo, tự tin lên, bỏ chữ có lẽ đi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp tiếp tục nói, còn một vấn đề nữa, thực lực của tiểu chủ bây giờ dựa trên kiếm Thanh Huyên, nếu không có nó thì thực lực của người ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Còn cả ta nữa, nếu không có ta, người tu luyện bình thường. Nói đến đây, Tiểu Tháp lưỡng lự giây lát, tiểu chủ, ta chợt phát hiện, nếu không có sự giúp đỡ của chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ thì người đúng là chẳng được tích sự gì. Diệp Huyên. Tiểu Tháp đột nhiên lại nói, cũng không hoàn toàn là vậy, dù sao ra mặt tiểu chủ người cũng rất dày. Diệp Huyên lắc đầu cười. Bởi vì những gì Tiểu Tháp nói là sự thật. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, không có kiếm Thanh Huyên. Hắn chẳng thể thi triển được nhất kiếm trảm mệnh và trảm tương lai. Mà nếu không thi triển nhất kiếm trảm mệnh và trảm tương lai thì hắn sẽ chỉ yếu như con kiến trước mặt cường giả mệnh huyền cảnh. Mà nếu không có Tiểu Tháp, cho dù có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng không thể tu luyện nhanh được như vậy. Diệp Huyên chợt cười tự giễu. Hắn là kiếm tu. Tự mình tạo ra trảm mệnh và nhất kiếm trảm tương lai, nhưng không có kiếm Thanh Huyên, hắn chẳng thể thi triển được hai kiếm kỹ này. Điều này thật chớ trêu làm sao? Kiếm mạnh? Hay người mạnh? Rất rõ ràng, là kiếm mạnh. Bởi vì nếu đưa kiếm Thanh Huyên cho Chu Tân thì nàng cũng có thể dễ dàng làm được. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người cũng đừng suy nghĩ quá cực đoan, bọn họ đều là lão quái vật đã tu luyện vô số năm, người không bằng bọn họ cũng là. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn dùng cớ này để an ủi bản thân. Sau đó lại an tâm dựa vào thanh nhi và phụ thân. Tiểu Tháp trầm giọng bảo, tiểu chủ, suy nghĩ này của người không sai, nhưng có một điều người chưa nghĩ tới, ta cảm thấy không làm rõ vấn đề này thì người mãi mãi chỉ là kẻ yếu thôi. Diệp Huyên hơi tò mò, vấn đề gì? Tiểu Tháp đáp, người ở vũ trụ trước, cũng chính là lục giới, có phải ở đó người là tồn tại vô địch không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tháp nói, nhưng sau khi đến vũ trụ này thì người lại trở thành người yếu. Giống như một đứa trẻ, ở nông thôn thì học rất tốt, là người đứng đầu, nhưng khi ra khỏi thôn đi lên thị trấn thì có thể không phải là số một nữa, mà chỉ là nhóm 10 người đầu tiên. Còn khi rời khỏi thị trấn, đến thành phố, có thể đến nhóm 10 người đầu tiên cũng chẳng thấy tên nó. Mà sau khi rời khỏi thành phố đến thành phố phồn hoa nhất của quốc gia thì có thể hắn còn chẳng được mức trung bình. Và nhìn ra toàn thế giới thì đến người bình thường, hắn cũng chẳng phải. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp nói tiếp, bây giờ vấn đề lớn nhất là gì? Là người mãi mãi không biết chiến lực của vũ trụ tiếp theo thuộc cấp độ nào, còn có cảnh giới nữa, cảnh giới này đã sụp đổ, người đấu tranh trong quy tắc này, mãi mãi luôn là cửa dưới,
Vì sao? Vì sau khi người vô địch ở vũ trụ này, tới vũ trụ tiếp theo, người sẽ phát hiện, chết tiệt, cảnh giới lúc trước hoàn toàn bị lật đổ rồi, lại có một cảnh giới mới nào đó, và khi ở trước cảnh giới mới này, người lại trở thành kẻ yếu một lần nữa. Diệp Huyên hạ thấp giọng, vì sao lại có tình huống này? Tiểu Tháp nói tiếp, ta nghiên cứu rất lâu rồi, ta cảm thấy xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, loại thứ nhất là chúng ta di chuyển quá nhanh, vẫn chưa hoàn toàn vững vàng đã tiếp tục đi về phía trước, tới một vũ trụ khác, cũng giống như đi học trong hệ ngân hà vậy, chưa học hết lớp 1 đã tới lớp 3. Kiểu nhảy cấp như vậy sẽ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này, chỉ cần thay đổi thế giới là chúng ta sẽ trở thành người yếu mà thôi. Diệp Huyên nói, vậy khả năng tiếp theo là gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, còn một khả năng nữa là người sáng tạo ra cảnh giới và vũ trụ đang làm loạn, có thể bản thân hắn cũng không biết mình đã tạo ra bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu vũ trụ. Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói tiếp, đương nhiên, dù là vấn đề gì thì vấn đề lớn nhất vẫn là bản thân người. Người chắc chắn đã rất cố gắng rồi, nhưng người thiếu cảm giác nguy cơ như chủ nhân. Điều khác biệt lớn nhất giữa chủ nhân khi xưa và người là ông ấy không liều mạng thì ông ấy thật sự sẽ chết. Nhưng người thì khác, người không liều mạng thì có thể lựa chọn liều muội muội. Hơn nữa, có Thanh Nhi tỷ tỷ, người sẽ chẳng bao giờ thật sự rơi vào đường cùng, vậy nên sâu trong lòng người sẽ không có cảm giác sợ hãi. Nói đến đây, nó dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, thiên mệnh tỷ tỷ đã sắp chiều hư người rồi. Diệp Huyên im lặng hồi lâu mới cười bảo, ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhẹ nhàng nói, ta đã từng là một thể với tiểu hồn. Nàng là ta là nàng, nhưng nàng có thể mang lưu thể chi lực của thời không bạch chú, còn cả lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ngươi nữa, nếu vậy thì sao ta không thể? Tiểu tháp trầm giọng, tiểu chủ, người đừng làm bừa, tiểu hồn là do thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo, nhưng người không có. Diệp Huyên cười khẽ thử xem. Dứt lời, hắn ra khỏi tiểu tháp đi ra bên ngoài, tiến vào thời không bạch chú, mà lần này hắn không dùng kiếm Thanh Huyên, vừa vào thời không bạch chú. Cả người hắn đã trở nên già nua với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, xòe tay ra, giây tiếp theo một lực lượng bí ẩn đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp. Một nghịch một thuận. Mà lần này hắn đều không dùng tới kiếm Thanh Huyên. Hắn mặc cho hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau hoành hành trên người mình. Khác với trước đây, hắn không chỉ đơn thuần sử dụng hai loại lực lượng, mà còn cảm nhận chúng một cách cẩn thận, tự mình trải nghiệm chúng, sau đó tìm ra sự cân bằng giữa hai lực lượng. Trước đây hắn đã mượn hai loại lực lượng này, mà lần này điều hắn muốn làm là điều khiển chúng. Hơn nữa lần này hắn không dùng kiếm Thanh Huyên nữa. Muốn làm được điều này không phải điều đơn giản. Khuôn mặt Diệp Huyên ngày càng già đi, không lâu sau tóc hắn đã bạc trắng, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Tiểu Tháp kinh hãi nói, tiểu chủ. Người đừng liều mạng nữa. Mau dùng kiếm Thanh Huyên đi. Chúng ta không cố gắng nữa. Làm con ông cháu cha cũng không có gì không tốt. Người đừng dọa ta. Diệp Huyên mặc kệ Tiểu Tháp. Tiểu Tháp vội nói, tiểu hồn, mau giúp tiểu chủ đi. Tiểu hồn run rẩy nói, ta chỉ là một thanh kiếm thôi. Mẹ kiếp. Tiểu Tháp. Lúc này, Diệp Huyên đã già đến mức không thể miêu tả được. Chẳng những thế, hắn gần như không có hơi thở. Tuổi thọ đã không còn. Bây giờ hắn chỉ còn lại một hơi thở, nhưng dù là thế hắn vẫn không định sử dụng kiếm Thanh Huyên. Đời này, hắn có từng liều mạng không? Có, lúc ở Thanh Thành, hắn từng liều mạng rất nhiều lần. Sau khi rời khỏi Thanh Thành, số lần liều mạng của hắn ngày càng ít. Tiểu Tháp nói đúng, hắn bị Thanh Nhi chiều hư rồi. Hắn càng ngày càng vô dụng rồi. Đế Minh nói đúng, không có Thanh Nhi và phụ thân, hắn là cái thá gì? Là cái thá gì? Sau khi đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn đưa ra kết quả chẳng là cái thá gì cả. Chuyện đáng buồn nhất của một người đàn ông là gì? Là nhớ lại chuyện cũ, nhưng chợt thấy bản thân chẳng làm nên trò trống gì. Hắn chợt thấy chán ghét. Chán ghét cuộc sống không có nhiệt huyết. Không có phấn đấu này. Nếu hắn không muốn cố gắng, không muốn liều mạng, vậy vì sao hắn không đi theo Thanh Nhi luôn? Đi theo Thanh Nhi, không phải hắn muốn ra oai thế nào cũng được sao? Cả phụ thân nữa.
Trước giờ, phụ thân không quan tâm đến hắn, thật sự là vì phụ thân vô tình máu lạnh ư? Không. Phụ thân biết rõ Thanh Nhi quá cưng chiều hắn, nếu y cũng làm thế, thì chẳng phải hắn sẽ vểnh mũi lên tận trời sao? Tự nghĩ xem, nếu hắn có con trai, hắn có muốn con trai giống mình không? Có không? Đương nhiên là không. Nhớ lại trước kia, ngoài khoảng thời gian ở Thanh Thành, hắn trông như thế nào? Đáng ghét. Hắn thật sự thấy ghét bỏ bản thân trước đây. Đó cũng là lý do vì sao hắn muốn liều mạng. Lúc này, Diệp Huyên hơi nhếch môi, hắn đang cười, một khắc sau, khuôn mặt già nua của hắn nhanh chóng trẻ lại. Đảo ngược. Vào thời khắc mấu chốt này, cuối cùng hắn cũng cân bằng được hai loại lực lượng. Diệp Huyên nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt đầy vẻ tang thương, tuy chỉ có một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó lại khiến hắn như sống lại. Một điều đáng nói là hắn đã sử dụng hai loại lực lượng đắp nặn lại thân thể của bản thân. Trước đó Chu Tân dạy hắn cách tu luyện mệnh huyền chi thể, hắn không tu luyện theo cách của Chu Tân, hắn sử dụng lưu thể chi lực và lực lượng nghịch thời gian để tu luyện mệnh huyền chi thể. Có thể nói mệnh huyền chi thể của hắn hoàn toàn khác với những người khác. Ngoài ra, hắn còn hoàn toàn khống chế được hai lực lượng này, vì hắn đã tìm được sự cân bằng giữa hai lực lượng. Lúc này, Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, người thành công rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, hình như người khác đi rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta trưởng thành hơn. Lúc này, một tia kiếm khí chợt bay ra từ trong người hắn, kiếm khí đó chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Đó chính là kiếm khí của người đàn ông áo xanh. Lúc này, một tiếng cười to vang lên từ bên trong kiếm khí, tiểu tử thúi, cuối cùng con cũng khiến phụ thân phải nhìn với cặp mắt khác một lần. Giọng nói của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, phụ thân, con sẽ cố gắng. Lần này là nghiêm túc. Người đàn ông cười to, được, hôm nay ta đang vui, có thể đồng ý một yêu cầu của con. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chăm sóc tốt cho mẫu thân. Người đàn ông áo xanh im lặng một lát rồi đáp, được. Diệp Huyên lại nói, bảo mẫu thân đừng lót đường cho con nữa, con đường tiếp theo, nhi tử của bà ấy sẽ tự mình đi. Người đàn ông áo xanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, việc này ta không làm được, nàng rất cố chấp, nhưng cũng không cần xoắn suýt vấn đề này, cứ cho nàng làm. Nàng vui vẻ là được. Diệp Huyên gật đầu, thế thì không còn yêu cầu nào khác nữa rồi. Người đàn ông áo xanh cười to, thế này cũng không giống phong cách của con cho lắm. Hôm nay phụ thân hiếm khi vui vẻ, con có thể nói ra một yêu cầu, chỉ cần con nói ra, phụ thân đều sẽ đồng ý. Diệp Huyên lắc đầu, thật sự không cần đâu. Người đàn ông áo xanh đang định nói tiếp thì Tiểu Tháp chợt nói, chủ nhân, tiểu chủ không nói, vậy ta có thể nói không? Ta nói cũng giống hắn mà. Người đàn ông lập tức đáp, cút. Tiểu Tháp. Lúc này, y lại nói, tiểu tử, con thật sự trưởng thành rồi. Phụ thân rất vui vẻ yên tâm, phụ thân sẽ đợi con ở cuối con đường. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai tia kiếm khí đột nhiên chậm rãi biến mất. Diệp Huyên biết là phụ thân đi rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó lắc đầu cười khẽ, như nhớ ra điều gì, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó rạch một đường lên người mình. Xoẹt. Trước ngực hắn xuất hiện một vết thương, nhưng trong nháy mắt, vết thương đó đã lập tức biến mất. Mệnh huyền chi thể. Không. Hắn muốn gọi là nghịch thuận chi thể hơn. Thời gian phục hồi. Dưới tình huống bình thường, nếu sử dụng huyết mạch bất tử để chữa vết thương này thì cần ít nhất nửa khắc, nhưng hắn có thể tăng tốc. Nói một cách đơn giản là hắn đã nâng cao khả năng phục hồi của huyết mạch bất tử lên gấp mấy lần. Hoàn toàn không phải nói quá. Bây giờ nếu hắn không muốn chết, thì người khác thật sự rất khó giết được hắn. Ngoài ra, bây giờ dù không sử dụng kiếm Thanh Huyên, hắn vẫn có thể thi triển trảm mệnh và trảm tương lai. Lúc này, Chu Tân đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng quan sát hắn một lúc rồi hỏi, đột phá rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì à? Chu Tân gật đầu, năm đó sau khi Thương Khâu Quốc biến mất, Chu tộc của ta quật khởi,
Sau đó địa bàn của chúng ta bây giờ đều là của Thương Khâu Quốc, giờ đây bọn họ lại xuất hiện. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ muốn đòi lại những địa bàn kia. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên cười nói, thật ra mục đích thật sự của bọn họ là ta đúng không? Vì năm đó nếu bọn họ đã từ bỏ những địa bàn kia thì chắc chắn mục đích bây giờ của bọn họ không phải chúng, mà là muốn ta đi tìm vũ trụ thư gì đó với bọn họ. Chu Tân lại gật đầu một lần nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, Chu Tân xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhìn hắn, ta đi với ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được. Chu Tân chợt hỏi, nam nhân nói chuyện khi nãy là phụ thân của ngươi à? Diệp Huyên gật đầu. Thật ra Chu Tân đã đến từ lâu, nhưng lúc hắn nói chuyện với phụ thân, nàng cũng không ra mặt. Chu Tân trầm giọng nói, ông ấy rất mạnh. Diệp Huyên cười hỏi, mạnh đến mức nào? Chu Tân ngẫm nghĩ rồi đáp, ta không biết. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Huyên, người có biết không? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Chu Tân nhìn hắn, không nói gì nữa. Hai người nhanh chóng đi tới đế mộ chi địa. Vừa mới đến, một ông lão mệnh huyền cảnh lập tức xuất hiện trước mặt họ. Ông lão nhìn hai người Diệp Huyên, có chuyện gì à? Diệp Huyên cười nói, ta muốn gặp đế minh. Ông lão nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng ngươi là ai mà muốn gặp là gặp. Nói đến đây, ông ta chợt trợn mắt, không ngừng lùi về phía xa tận mấy trăm nghìn trượng. Khi ông ta dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày của ông ta. Không phải kiếm Thanh Huyên mà chỉ là một thanh kiếm bình thường. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến mấy cường giả mệnh huyền cảnh trong bóng tối đều thay đổi sắc mặt. Không chỉ những người đó, mà ngay cả Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Trảm tương lai. Diệp Huyên từng sử dụng chiêu kiếm này với nàng, nhưng lúc đó uy lực của nó không đáng sợ như khi nãy. Chẳng những thế, lúc đó Diệp Huyên còn sử dụng thần kiếm, mà bây giờ, hắn chỉ sử dụng một thanh kiếm bình thường. Sao Diệp Huyên có thể làm được vậy? Chu Tân vô cùng nghi ngờ. Diệp Huyên nhìn ông lão đang tỏ vẻ khiếp sợ ở phía xa, khẽ mỉm cười, ông lão, lần sau nói chuyện với ta nên khách sáo một chút. Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm ở giữa chân mày của ông lão đã bay về tay Diệp Huyên. Lúc này, Đế Minh xuất hiện ở đối diện hai người. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm được? Không thể không nói, lúc này ông ta khá ngạc nhiên. Chiêu kiếm của Diệp Huyên khi nãy đã nghịch thời gian, nhưng hoàn toàn khác với cách nghịch thời gian của bọn họ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Đế Minh, mục tiêu của các người là ta, cần gì phải gây chuyện với Chu tộc chứ? Chu Tân cô nương là bạn ta, có thể nể mặt ta, đừng gây chuyện với Chu tộc của bọn họ nữa không? Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta nói không được thì sao? Diệp Huyên chỉ tay, thanh kiếm trong tay chợt biến mất. Đế Minh híp mắt lại, nhưng ông ta không cảm nhận được kiếm của Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều không cảm nhận được. Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười nói, đừng nôn nóng, để kiếm bay thêm lát nữa đi. Đương nhiên nếu ông chịu gật đầu, ta có thể khiến nó dừng lại. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn làm gì? Xoẹt. Lúc này, đầu của một cường giả mệnh huyền cảnh ở cách mấy trăm trượng sau lưng Đế Minh lặng lẽ rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại. Đế Minh cũng híp mắt, trong lòng chấn động không thôi. Chu Tân im lặng, trong lòng cũng như rời sông lấp biển. Chiêu trảm tương lai này của Diệp Huyên mạnh hơn trước đây nhiều rồi. Cũng được hắn sử dụng thành thạo hơn. Xung quanh không một tiếng động, dù là cường giả mệnh huyền cảnh cũng không thể đề phòng, dù có chuẩn bị tâm lý cũng vô dụng. Diệp Huyên nhìn Đế Minh. Cười nói, Đế Minh tộc trưởng, mục tiêu của ông là ta, nếu ông có bất mãn và ý kiến gì với ta, ông có thể đến tìm ta, đừng đi tìm Chu Tân cô nương và Chu tộc của nàng, được chứ? Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt ngón cái lên vỏ kiếm. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả khác của Thương Khâu Quốc đều như đối đầu với kẻ thù hung ác, sắc mặt thay đổi. Bọn họ thật sự thấy sợ chiêu kiếm kỳ lạ này của Diệp Huyên. Kiếm chém ra. Giết chết bản thân ở tương lai. Thế thì làm sao mà đề phòng?
những cường giả mệnh huyền cảnh nhìn Diệp Huyên như đang nhìn quái vật. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chậm rãi siết chặt tay phải. Lúc này, ông ta cảm thấy rất chấn động. Mới bao lâu không gặp, mà người này lại trở nên đáng sợ như thế. Diệp Huyên cười hỏi lại, được không? Đế Minh im lặng một lát rồi nói, Diệp Thiếu, đây là một hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nói xong, ông ta chắp tay, trước đó ta đã động chạm đến Diệp Thiếu, ta xin lỗi Diệp Thiếu, mong cậu đừng để bụng. Diệp Huyên quay đầu cười nói với Chu Tân, giải quyết xong rồi. Chu Tâm im lặng một lát rồi nói, ta cứ tưởng ngươi muốn gọi người. Diệp Huyên chớp mắt, trước đây cô giúp ta như thế là vì ta có chỗ dựa, đúng không? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Chu Tân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi tức giận sao? Diệp Huyên cười nói, không có, vì cô không nói dối. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, làm quen lại từ đầu, ta tên Diệp Huyên, còn là một người có người chống lưng. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, ta tên Chu Tân, ta vẫn muốn lợi dụng ngươi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Diệp Huyên và Chu Tân muốn rời đi, nhưng lúc này, Đế Minh đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu thật sự không có hứng thú với Vũ Trụ Thư sao? Vũ Trụ Thư? Nghe thấy lời này, Diệp Huyên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Tân bên cạnh, Vũ Trụ Thư có gì hay à? Chu Tân nghiêm túc đáp, ta cũng không biết, ta chỉ biết quyển sách này là nguồn gốc của nền văn minh nguyên vũ trụ này. Lúc này, Đế Minh lại nói, Chu cô nương nói đúng, quyển sách này đúng thật là nguồn gốc của nền văn minh nguyên vũ trụ, nhưng nó không chỉ đơn giản là thế. Theo ta được biết, quyển sách này còn ghi lại tất cả cảnh giới và cách tu luyện của nguyên vũ trụ. Hơn nữa, tương truyền quyển sách này có một năng lực cực kỳ đáng sợ, chính là chỉ cần viết tên của người nào lên sách thì người đó sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, kỳ diệu thế à? Đế Minh gật đầu, nói một cách nghiêm túc là chỉ cần người tu luyện vũ trụ thư này viết tên ai vào trong, thì người đó sẽ phải chết. Ngoài ra, quyển sách này còn có rất nhiều tác dụng thần bí, cụ thể thì ta cũng không rõ. Diệp Huyên cười nói, vì sao Đế Minh tộc trưởng lại nhiều lần muốn ta đi tìm vũ trụ thư với ông? Đế Minh trầm giọng đáp, không giấu giếm gì cậu, sách này nằm ở thời không na trụ. Đó là một thời không cực kỳ đáng sợ, muốn đi đến đó là rất khó. Mà thanh kiếm trong tay Diệp công tử lại có thể khắc chế thời không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đi xem thử. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Chu Tân, nàng gật đầu, đi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đi. Đế Minh cất lời, hai vị đi theo ta. Dứt lời, ông ta dẫn theo các cường giả của Thương Khâu Quốc biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên và Chu Tân cũng đi theo. Trên đường đi, Chu Tân nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, có phải muốn hỏi ta sao không cần sử dụng kiếm Thanh Huyên vẫn có thể điều khiển được lực lượng nghịch thời gian đó không? Chu Tân nhìn Diệp Huyên, nếu ta hỏi như thế có phải hơi đường đột không? Diệp Huyên cười đáp, không đâu. Chu Tân trầm giọng nói, ta thật sự rất tò mò, ta không biết gì về lực lượng nghịch thời gian của ngươi, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng ta biết rất rõ lưu thể chi lực trong thời không bạch chú này, thân thể bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được nó, dù là mệnh huyền chi thể cũng không chịu nổi, mà ngươi lại chịu được, ta thật sự thấy rất khó hiểu. Diệp Huyên cười nói, nếu chỉ là lưu thể chi lực trong thời không bạch chú thì ta cũng không chịu đựng được. Nhưng kết hợp với một lực lượng khác, còn là lực lượng hoàn toàn ngược lại, thì sẽ có thể cho nó cùng tồn tại với nhau. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, ta hiểu, một nghịch một thuận, đạt được cân bằng, hai lực lượng cùng tồn tại. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Chu Tân khẽ thở dài. Nàng biết chỉ một mình Diệp Huyên mới có thể làm được như thế, vì người khác không có lực lượng nghịch thời gian đó. Như nghĩ đến điều gì? Chu Tân nhìn mấy người Đế Minh ở phía xa, phải đề phòng bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Mọi người tăng tốc, khoảng một canh giờ sau, Đế Minh ở phía trước chợt dừng lại, trước mặt ông ta là một bậc thang không nhìn thấy điểm cuối. Đế Minh nhìn bậc thang đó, sau đó nói với vẻ nặng nề, đây là thông đạo đi tới thời không na trụ.
Dứt lời, ông ta dẫn theo các cường giả Thương Khâu Quốc tiến lên. Diệp Huyên và Chu Tân cũng lập tức đuổi theo. Sau khi bước lên bậc thang, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Vì sâu trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bất an. Đến cảnh giới như hắn, đã có thể đoán trước được một vài nguy hiểm. Chu Tân ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Lúc này, Đế Minh chợt nói, Diệp công tử, mạn phép hỏi một câu, phụ thân và đại ca của cậu cũng không phải người của nguyên vũ trụ, đúng không? Diệp Huyên nhìn Đế Minh, cười hỏi, sao vậy? Đế Minh đáp, không có gì, chỉ là tò mò mà thôi. Diệp Huyên cười nói, họ thật sự không phải người của nguyên vũ trụ. Đế Minh nói, vậy thì ta lại càng tò mò hơn. Diệp Huyên cũng hơi hiếu kỳ, Đế Minh tộc trưởng, còn vũ trụ nào mạnh hơn nguyên vũ trụ này nữa sao? Đế Minh gật đầu, có. Diệp Huyên hỏi, vũ trụ gì? Đế Minh nhẹ giọng nói, cổ vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Chu Tân bên cạnh, cô biết gì về nó không? Chu Tân lắc đầu. Đế Minh cười nói, nàng không biết cũng là chuyện bình thường, cổ vũ trụ này cách chúng ta rất xa, chẳng những thế, vũ trụ đó còn không cho phép người của vũ trụ cấp thấp hơn bọn họ tiến vào. Diệp Huyên hỏi, cường giả mệnh huyền cảnh cũng không được ư? Đế Minh lắc đầu, không được. Diệp Huyên khẽ cười, thú vị thật đấy. Đế Minh đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cậu đến từ cổ vũ trụ à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Đế Minh gật đầu, sau đó không nói gì thêm, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên hàn mang. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đến từ một vũ trụ còn lợi hại hơn cả cổ vũ trụ. Nét mặt Đế Minh cứng đờ, ông ta quay đầu nhìn hắn, vũ trụ còn lợi hại hơn cổ vũ trụ. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy, Đế Minh tộc trưởng cảm thấy cổ vũ trụ là vũ trụ mạnh nhất trong vũ trụ rộng lớn này ư? Đế Minh im lặng một lúc lâu rồi mới nói, không biết Diệp công tử đến từ vũ trụ gì. Diệp Huyên cười nói, ông có thể đoán thử. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, không đoán ra được. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ở chỗ chúng ta, mệnh huyền nhiều như kiến. Đế Minh không nhịn được hỏi lại, mệnh huyền nhiều như kiến. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, đương nhiên là không tin lắm. Đối với lời của Diệp Huyên, ông ta chỉ tin 3 phần thôi. Chu Tân bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên hỏi, trên mệnh huyền là cảnh giới gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, huyền mệnh, Chu Tân. Khoảng một canh giờ sau, mọi người dừng lại, cách bọn họ không xa là một cánh cửa khổng lồ, giữa cửa đá có một chữ màu đen khổng lồ, nguyên. Đế Minh nhẹ giọng thông báo, chúng ta đến rồi. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, trên cánh cửa này chứa đựng một lực lượng thời không, mời cậu dùng kiếm phá nó. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi tới trước cửa đá, đang định ra tay thì cửa đột nhiên mở ra. Mọi người đều sửng sốt. Tự động mở. Lúc này, Đế Minh trầm giọng nói, lực lượng thời không kia không còn nữa, có người vào trong rồi. Có người vào trong rồi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Đế Minh đã dẫn cường giả của Thương Khâu Quốc lao vào trong. Chu Tân ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có đi vào không? Diệp Huyên cười đáp, cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm à. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đến cũng đã đến rồi. Vậy thì đi xem thử thôi. Dứt lời, hắn đi về phía cửa đá. Chu Tân ngẫm nghĩ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Sau khi đi vào cửa đá, một quảng trường đá xanh khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Chu Tân, phía trên quảng trường này là một tinh không sâu không thấy đáy, cách đó không xa còn có một quả cầu màu xanh sẫm đang lơ lửng. Mấy người nhóm Đế Minh đều đang ở đây, mà ngoài bọn họ còn có một nam một nữ, trông hai người đều rất trẻ tuổi. Cô gái mặc váy trắng bó sát người, mái tóc dài được cột lên phía sau bằng một sợi dây tím, trong tay phải của nàng ta đang cầm một quyển cổ tịch màu đen. Diệp Huyên nhìn cô gái, thầm đề phòng. Mẹ kiếp! Người phụ nữ nào đọc sách cũng không phải người hiền lành. Trong hành trình võ đạo của hắn, phụ nữ thích đọc sách người này còn đáng sợ hơn người kia, ví dụ như Niệm Tỷ, ví dụ như Thanh Nhi. Không sợ phụ nữ, chỉ sợ phụ nữ có văn hóa. Lúc này, cô gái và người đàn ông cũng đang nhìn quả cầu trên đầu, trong mắt hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Cách đó không xa, Đế Minh nhìn hai người họ bằng ánh mắt nặng nề. Lúc này, cô gái đứng phía trước quay đầu nhìn đám người Đế Minh, có chuyện gì sao? Đế Minh nghiêm túc hỏi, các ngươi là ai? Cô gái khẽ mỉm cười, giết. Nàng ta vừa dứt lời, người đàn ông ở bên cạnh đã lập tức biến mất, Đế Minh hít mắt, sau đó đấm tới một phát. Ầm, một quyền đánh ra, không gian xung quanh lập tức rung động kịch liệt, sau đó, một bóng người bay ra xa. Chính là Đế Minh. Sau khi Đế Minh bay ra xa, những cường giả bên cạnh ông ta đều thay đổi sắc mặt, không chút do dự xông về phía người đàn ông. Lúc này, người đàn ông mở lòng bàn tay, một sợi dây đỏ như máu bay ra, sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dưới tình huống các cường giả còn chưa kịp phản ứng, sợi dây đỏ như máu kia đã xuyên thủng qua giữa chân mày của bọn họ. Trong nháy mắt, 48 cường giả mệnh huyền cảnh đều biến thành hư vô. Đều bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên im lặng. 48 cường giả mệnh huyền cảnh này tu luyện nghìn năm, sau đó thì xuất thế, chưa bao lâu đã qua đời. Cuộc sống thật sự như một vở kịch. Đế Minh cũng sửng sốt. Chết hết rồi. Mấy chục cường giả mệnh huyền cảnh cứ thế bỏ mạng. Lúc này, người đàn ông đó lại nhìn Đế Minh, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội vàng trốn sau lưng Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Người đàn ông kia nhìn Diệp Huyên như đang nhìn một con kiến, hắn ta đang định ra tay thì cô gái bên cạnh đột nhiên nói, đợi đã. Người đàn ông dừng lại. Cô gái đột nhiên chắp tay phải chỉ về phía người đàn ông, giữa chân mày gã ta đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà thanh kiếm này lập tức bị cô gái làm dừng lại. Trảm tương lai. Người đàn ông trợn mắt, gã ta nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt vô cùng nặng nề. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Khẽ mỉm cười, kiếm trảm tương lai, không ngờ bên ngoài cổ giới vẫn còn có cường giả như thế, thật khiến người ta bất ngờ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái cười đáp, đệ nhị tiên. Diệp Huyên cười hỏi, đệ nhị tiên cô nương, cô đến là vì vũ trụ thư sao? Đệ nhị tiên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đang định lên tiếng thì đệ nhị tiên chợt cười nói. Ta còn thiếu một đầy tớ, ngươi có hứng thú không? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Quá ghê gớm. Diệp Huyên không ngừng cảm thán, vốn tưởng rằng có thể kết bạn, không ngờ đối phương lại muốn làm chủ nhân của hắn. Đệ nhị tiên lại nói, làm đầy tớ của ta là chuyện vô số người muốn còn không được đấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, ta còn thiếu một nữ nhân, cô có hứng thú không? Làm nữ nhân của Diệp Huyên ta là chuyện vô số nữ nhân muốn còn không được đấy. Đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, 10 giây sau, người sẽ quỳ xuống liếm ngón chân cho ta. Diệp Huyên nhíu mày, Thiên Diệp cho cô can đảm à? Thiên Diệp. Kiêu ngạo. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn không thích loại người ỷ vào việc mình hơn người, sau đó cảm thấy mình là cao nhân này nhất. Đến từ cổ vũ trụ thì sẽ là cao nhân à? Mẹ kiếp. Người phụ nữ này còn đọc sách đấy, đọc bằng mông à? Hay là đối phương giống như hắn, chỉ cầm sách để làm ra vẻ thôi? Phía xa, đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, 10 giây bắt đầu. Dứt lời, nàng ta bước về phía trước một bước, không gian trên đầu Diệp Huyên bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó, một dấu chân màu tím phá không xuất hiện, đạp thẳng về phía hắn. Khi dấu chân này xuất hiện, Diệp Huyên lập tức cảm thấy như bị núi lớn đè xuống đầu. Lục phủ ngũ tạng trong người như muốn nổ tung. Diệp Huyên giơ ngón tay. Ong. Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm thanh huyên bay ra. Vào khoảnh khắc kiếm thanh huyên bay ra, tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Trảm tuổi thọ. Trong nháy mắt, thời gian xung quanh quảng trường đá xanh bắt đầu trôi nhanh hơn rất nhiều lần. Dấu chân trên đầu hắn cũng lặng lẽ biến mất. Lúc thi triển chiêu kiếm này, Diệp Huyên đã đưa Chu Tân vào trong tiểu tháp, còn Đế Minh, ông ta thoáng chốc đã biến thành một ông lão gần đất xa trời. Lúc này, ông ta gầy như que củi, tóc bạc phơ, đôi mắt đục ngầu, trên người không có chút sức sống. Mệnh nguyện có thể chống lại lưu thể chi lực, nhưng chiêu kiếm Diệp Huyên sử dụng lúc này không đơn giản là lưu thể chi lực, còn có cả lực lượng nghịch thời gian trảm tương lai nữa, vả lại, hắn còn sử dụng kiếm thanh huyên. Hai lực lượng một nghịch một thuận tìm thấy một điểm cân bằng hoàn mỹ,
Vì thế, cường giả mệnh huyền cảnh hoàn toàn không đỡ được. Ở một nơi khác, lúc Diệp Huyên sử dụng chiêu trảm tuổi thọ, sắc mặt đệ nhị tiên cũng thoáng chốc thay đổi, nàng ta mở tay phải, một tia sáng tím bao phủ lấy nàng ta, dưới sự bao phủ của tia sáng tím, nàng ta đã chặn lại lưu thể chi lực của Diệp Huyên, nhưng người đàn ông ở bên cạnh lại không thể làm được, lập tức biến thành một bộ xương khô. Đệ nhị tiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, lưu tuệ chi lực của thời không bạch chú, còn có một lực lượng nghịch thời gian không rõ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đế Minh đã sắp toi đời, hắn nhẹ nhàng vung tay phải, một lực lượng thần bí bao phủ lấy ông ta, một khắc sau, ông ta đã bình thường trở lại. Có được một sinh mệnh mới. Sau khi hồi phục bình thường, Đế Minh thoáng mơ hồ, sau đó vội vàng cúi thấp người với Diệp Huyên, run rẩy nói cảm ơn Diệp thiếu. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ nhị tiên, hắn quan sát nàng ta, tò mò hỏi tia sáng tím này của cô là gì vậy? Đệ nhị tiên lạnh lùng đáp, người nhà quê đúng là người nhà quê, ngay cả thần quang tử vi cũng không biết, thật quá đáng buồn. Diệp Huyên nhìn chằm chằm đệ nhị tiên, cô không ra vẻ thì sẽ chết à? Đệ nhị tiên cười giễu cợt, ngươi cho rằng ta nhận ngươi làm đầy tớ là sỉ nhục ngươi sao? Đúng là buồn cười, ngươi biết gì không, ở cổ vũ trụ của ta, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập đệ nhị tộc của ta, mà ngươi lại chà đạp cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh của ngươi, đúng là quá buồn cười. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, xem ra chúng ta không có tiếng nói chung rồi. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại bay ra một lần nữa. Chiêu kiếm này chém thẳng lên trên tia sáng tím đó. Tia sáng tím rung động dữ dội, sau đó thì nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt lại, đây là thanh kiếm gì vậy? Sao nó lại có thể làm ảnh hưởng đến thần quang tử vi của ta? Diệp Huyên chớp mắt, vốn cứ tưởng người của cổ vũ trụ ghê gớm đến mức nào, vậy mà cả kiếm Thanh Huyên cũng không nhận ra, thật sự quá đáng buồn. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành động khiêu chiến ta. Diệp Huyên không hề nhiều lời, lập tức chém ra một kiếm. Oanh! Kiếm chém ra, thần quang tử vi lập tức vỡ tan. Mà gần như cùng lúc đó, đệ nhị tiên cũng biến mất tựa như bóng ma, cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đi tới một vùng tinh không thần bí. Diệp Huyên nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Lúc này, tinh không phía xa chợt nứt ra, một khắc sau, một tia sáng tím phá không bay tới, sau đó, tia sáng tím đó lao nhanh về phía hắn tựa như sao băng. Thần quang tử vi. Diệp Huyên nhíu mày, hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức chỉ tay lên đầu. Ong. Kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra, chém thẳng lên trên tia sáng tím kia. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực lập tức bốc cháy. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên chặn lại tia thần quang kia, nhưng thần quang vẫn không bị chém vỡ, một kiếm một thần quang cứ thế giằng co. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, hắn chợt ngẩng đầu, đệ nhị tiên đột nhiên xuất hiện ở cuối tinh không xa xôi, nàng ta đưa mắt nhìn xuống Diệp Huyên, mở tay phải, một lệnh bài màu xanh vàng xuất hiện, chư vị tinh thần, nghe theo lệnh ta, tập trung. Nàng ta vừa dứt lời, toàn bộ tinh hà lập tức rung lên, sau đó... Sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận tập trung từ chư thiên vạn giới, khi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tiến vào trong tinh không này bắt đầu sụp đổ. Nơi đây hoàn toàn không chịu đựng được sức mạnh tinh thần như thế. Diệp Huyên im lặng nhìn đệ nhị tiên phía xa. Đầu óc của người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề, nhưng thực lực thì lại không. Đầu tiên đối phương sử dụng thần quang tử vi giữ chân kiếm Thanh Huyên, sau đó lại sử dụng sát chiêu này để đối phó với hắn. Rất rõ ràng rằng đối phương nghĩ thực lực chủ yếu của hắn là đến từ kiếm Thanh Huyên. Suy nghĩ không sai, có điều sức mạnh tinh thần này. Nét mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Sâu trong tinh không, đệ nhị tiên nhìn xuống Diệp Huyên với ánh mắt dữ tợn, thuật tinh thần của thần. Tiếng nói vang lên, nàng ta chắp tay chỉ về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, vô số sức mạnh tinh thần lập tức bắn ra, đánh về phía Diệp Huyên bên dưới. Sức mạnh tinh thần tập trung từ chư thiên vạn giới sẽ đáng sợ đến mức nào? Toàn bộ tinh hà thoáng chốc trở nên đen kịt, hoàn toàn sụp đổ. Diệp Huyên bên dưới thì lại rất bình tĩnh, hắn không thèm tránh né, mặc cho sức mạnh vô cùng vô tận kia đánh lên người hắn. Trong nháy mắt,
Diệp Huyên đã biến thành một người màu xanh. Đệ nhị tiên ở phía xa híp mắt lại, vì nàng ta phát hiện chẳng những Diệp Huyên không sao, mà hắn còn đang không ngừng hấp thu những sức mạnh tinh thần kia. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt là vẻ khó tin, sao, sao có thể? Diệp Huyên ở phía dưới tham lam hít sâu một hơi, lúc này, hắn cảm thấy bản thân như sắp nổ tung. Những sức mạnh tinh thần kia thật sự là quá nhiều. Tại sao hắn có thể hấp thu được sức mạnh tinh thần? Vì trước đây lúc ở vũ trụ ngũ duy, Niệm Tỷ từng giúp hắn cải tạo thể chất, thật ra sau đó thể chất đã đó hơi lạc hậu, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không thể hấp thu những sức mạnh tinh thần này, vì thân thể của hắn không chịu đựng được. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn lại là thân thể thời gian đã được cải tạo. Đừng nói là một chút sức mạnh tinh thần, cho dù có gấp 10 lần như thế, hắn cũng có thể hấp thu được. Sau khi hấp thu những sức mạnh tinh thần kia, Diệp Huyên rất hưng phấn, sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận đang được thân thể của hắn hấp thu, tu vi của hắn thoáng chốc tăng vọt. Có tác dụng quá lớn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn kiếm Thanh Huyên phía xa, hắn mở lòng bàn tay sau đó đánh về phía trước. Ầm. Kiếm Thanh Huyên rung động kịch liệt, chém tan thần quang tử vi kia, sau đó biến thành một tia kiếm quang màu xanh chém về phía đệ nhị tiên. Trên không trung, trong mắt đệ nhị tiên lóe lên sự dữ tợn, hai tay nàng ta kết ấn, một lệnh bài màu đen chợt bay ra, lệnh thần phong, lên. Dứt lời, một thần đồ bát quái khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt nàng ta, khi kiếm Thanh Huyên chém tới, trong thần đồ bát quái có những lực lượng thần bí biến thành những sợi dây đen bắn ra, trong nháy mắt, kiếm Thanh Huyên bị trói lại bên trong, cùng lúc đó, bốn tia lôi điện bay ra từ trong thần đồ bát quái. Sau đó biến thành bốn sợi dây xích trói kiếm Thanh Huyên lại. Trong thần đồ bát quái, kiếm Thanh Huyên rung động kịch liệt. Lúc này, Diệp Huyên động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên rung lên, sau đó chém xuống tại chỗ. Trảm mệnh. Kiếm chém xuống, thần đồ bát quái kia lập tức biến thành hư vô. Cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên lại chém về phía đệ nhị tiên một lần nữa. Thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt, nhưng nàng ta không rút lui. Trong tay nàng ta chợt xuất hiện một lệnh bài đỏ như máu, nàng ta cắn ngọn tay, một giọt máu tươi chảy ra từ trong đầu ngón tay, bay vào trong lệnh bài đỏ như máu kia. Ta dùng máu mình, điều khiển tiên thần. Dứt lời. Ầm. Một tia sáng trắng đột nhiên bay đến trước mặt đệ nhị tiên, một khắc sau, một người đàn ông trung niên áo bào trắng xuất hiện. Người đàn ông trung niên cầm một cây gậy đèn, nét mặt dịu dàng. Nhìn thấy ông ta, Diệp Huyên đã xa sầm mặt, đây là chiêu gì vậy, thuật triệu hoán sao? Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên giơ gậy đè trên tay lên, nhẹ giọng nói, u hỏa như chú. Nói xong, ông ta chỉ cây gậy trong tay về phía Diệp Huyên. Ầm. Ngay sau đó, một ngọn lửa đột nhiên bay ra từ trong đèn, một khắc sau, một tia lửa rơi xuống từ trên trời với tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy. Trong nháy mắt, tinh không đen kịt trở nên sáng như ban ngày, nhưng người lại như rơi xuống vực sâu. Bên dưới, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên nghiêm túc, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay về lại, sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt. Tỉnh tâm. Ngưng thần. Một khắc sau, Diệp Huyên giơ ngón tay. Ong. Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay lên cao. Kiếm phá trời xanh. Chiêu kiếm này, Diệp Huyên vẫn sử dụng trảm mệnh, chẳng những thế, hắn còn trảm mệnh dưới trạng thái tịnh tâm và ngưng thần. Kiếm Thanh Huyên chém rách con đường lửa, nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, mà lúc này, người đàn ông trung niên gõ nhẹ gậy đèn một cái. Ầm. Kiếm Thanh Huyên bị dừng lại. Diệp Huyên ở bên dưới híp mắt, không ngờ đối phương lại có thể đỡ được lưu thể chi lực trong kiếm Thanh Huyên. Trảm mệnh này không có hiệu quả với đối phương à. Sâu trong tinh không, đệ nhị tiên thấy vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Huyên thì không khỏi châm chọc, đây là tiên thần, không có cơ thể, chỉ ở trạng thái linh hồn, mà ông ấy còn là phong tiên thần chứng đạo, linh hồn đã gần như bất tử, chiêu trảm mệnh này của ngươi hoàn toàn không có tác dụng gì với ông ấy cả, hiểu chưa, cái đầu ngu xuẩn này. Linh hồn, Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, không ngờ lại là linh hồn, cảm ơn vì đã cho ta biết. Nói xong, kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, xuyên thẳng qua gậy đèn, sau đó đâm vào giữa chân mày của người đàn ông trung niên.
Ầm. Người đàn ông trung niên lập tức bị kiếm Thanh Huyền hấp thu sạch sẽ. Nhất kiếm định hồn. Đệ nhị tiên phía chân trời lập tức hóa đá, đây là. Sau khi hấp thu hoàn toàn linh hồn của tiên thần, khí thế của kiếm Thanh Huyền đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, giọng nói của tiểu hồn chợt vang lên, tiểu chủ, ta sắp đột phá rồi. Diệp Huyền im lặng một lát rồi nhìn về phía đệ nhị tiên, thì ra cô đến để tặng quà. Cảm ơn nhé. Đệ nhị tiên. Không thể không nói, tiên thần mà đệ nhị tiên gọi tới rất mạnh, có thể đỡ được trảm mệnh của hắn. Phải biết rằng, đến tận bây giờ, đệ nhị tiên vẫn không dám trực tiếp đỡ chiêu trảm mệnh kia của hắn. Tiếc rằng tiên thần này là linh hồn. Kiếm Thanh Huyền cộng với nhất kiếm định hồn của hắn chính là thiên địch của linh hồn. Sau khi kiếm Thanh Huyền cắn nuốt hết linh hồn của tiên thần kia, khí thế trên người hắn lập tức không ngừng dâng lên. Sắp đột phá. Kiếm Thanh Huyền có thể lên cấp, nhưng đã lâu rồi nó không đột phá. Diệp Huyền hơi chờ mong. Diệp Huyền chợt nghĩ đến điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn đệ nhị tiên ở phía xa, sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyền cười nói, đệ nhị tiên cô nương, ta cảm thấy giữa chúng ta không có thù sâu hận lớn gì, không cần phải liều mạng như thế đúng không? Hắn thật sự không muốn liều mạng. Giết người phụ nữ này. Nếu thật sự giết chết nàng ta, thì hắn cũng đoán được tình huống tiếp theo. Nói đơn giản là đệ nhị tộc gì đó sẽ điên cuồng nhằm vào hắn, cuối cùng hắn sẽ không đấu lại được, sau đó lại để Thanh Nhi hoặc phụ thân ra mặt giải quyết. Hắn đã chán lắm rồi. Hơn nữa hắn và người phụ nữ này thật sự không có thù sâu hận lớn gì cả. Chỉ vì một chuyện nhảm nhí mà kết thù thì có đáng không? Cô gái ở phía xa cười nhạo bảng, liều mạng, ngươi có tư cách liều mạng với ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi đau đầu, người phụ nữ này tu luyện nhưng không luyện não à? Lúc này, đệ nhị tiên đột nhiên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay của nàng ta xuất hiện một cái lệnh bài có màu vàng rộng, bên trên vẽ vô số phù văn kỳ lạ. Đệ nhị tiên cầm lệnh bài, nàng ta bấm ngón tay, một giọt máu tươi chảy vào trong, sau đó, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, ta dùng máu tươi, trói buộc trời xanh. Dứt lời, lệnh bài trong tay nàng ta chợt biến mất, một khắc sau, sâu trong tinh không trên đầu Diệp Huyền chợt nứt ra, sau đó, một bàn tay khổng lồ màu đen thò tới. Bàn tay che khuất bầu trời. Tay trái thương khung. Diệp Chi Mệnh nhìn xuống Diệp Huyền. Nét mặt nàng ta vô cùng dữ tợn, đồ con kiến đến từ thế giới cấp thấp, để ta xem ngươi chống lại tay trái thương khung này thế nào. Sâu trong tinh không, tay trái thương khung đột nhiên hạ xuống, vô số thời không lập tức bị đánh tan. Bàn tay này có đủ sức mạnh để hủy diệt nguyên vũ trụ này. Diệp Huyền nhìn tay trái thương khung, ánh mắt lộ vẻ nặng nề, bên trong bàn tay khổng lồ này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ khiến hắn cũng hơi chấn động. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này là triệu hoán sư sao? Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền bay về trong tay hắn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tĩnh tâm, cùng lúc đó, hắn cũng lập tức khởi động huyết mạch chi lực. Mà hắn vẫn không khởi động khí thế và lực lượng của chư thiên vạn giới. Sau khi khởi động huyết mạch chi lực, khí thế của Diệp Huyền lập tức dâng lên. Diệp Huyền nhẹ nhàng chỉ tay. Kiếm Thanh Huyền trong tay chợt biến thành một tia kiếm quang màu máu bay lên cao, thanh kiếm xuyên qua bầu trời, chém rách mọi thứ. So với bàn tay to kia, chiêu kiếm này của Diệp Huyền trông rất nhỏ bé, nhưng khi kiếm Thanh Huyền chém lên bàn tay to, nó cũng rung động kịch liệt, sau đó xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, đệ nhị tiên híp mắt, sâu trong mắt nàng ta hiện lên vẻ khó tin, sao có thể, thanh kiếm này của ngươi có thể đả thương tay thương khung. Phía xa lại có mấy tia phi kiếm chém lên trên thương khung chi thủ. Ầm 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 ầm. Mấy tia kiếm quang đột nhiên nổ tung, tay trái thương khung hoàn toàn nứt ra, lúc này, kiếm Thanh Huyền đâm thẳng tới. Ầm. Tay trái thương khung lập tức nổ tung. Sắc mặt đệ nhị tiên thay đổi, nàng ta giơ tay phải lên. Vụt. Một thanh kiếm không biết chém tới từ khi nào, đệ nhị tiên không kịp tránh né, chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Nhưng vừa mới tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyền, cánh tay của nàng ta đã bị chém bay, có điều nàng ta đã lùi lại ngoài vạn trượng. Nhưng vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực nàng ta. Trảm tương lai.
hai chiêu kiếm trảm tương lai. Khó lòng phòng bị. Dù đã đâm trúng đệ nhị tiên, nhưng Diệp Huyên lại nhíu mày, vì hắn phát hiện phi kiếm của hắn cũng đang dần biến mất. Diệp Huyên nhìn đệ nhị tiên, lúc này, phi kiếm của hắn đã hoàn toàn biến mất, thân thể của đệ nhị tiên cũng đã bình thường trở lại. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Thể chất của người phụ nữ này khá đặc biệt. Xem ra kiếm bình thường không thể giết nàng ta, chỉ có thể sử dụng kiếm thanh huyên thôi. Phía xa, đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ không đánh giá thấp ngươi nữa đâu. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một lệnh bài, nhưng lệnh bài này khác với trước đó, đó là một kiếm lệnh. Đệ nhị tiên nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười dữ tợn, không phải ngươi là kiếm tu à? Vậy ta sẽ cho ngươi chết ở dưới kiếm. Dứt lời, nàng ta đột nhiên phun một ngụm máu lên lệnh bài rung động dữ dội, sau đó, nàng ta hét to, ta mượn danh đại kiếm chủ, trói buộc kiếm tu vạn giới, xuất kiếm. Dứt lời, kiếm lệnh kia lại rung động dữ dội, một tiếng kiếm reo chấn động cả đất trời vang lên. Một khắc sau, chư thiên vạn giới chợt vang lên tiếng kiếm reo, ngay sau đó, vô số phi kiếm xé rách bầu trời, bay tới từ chư thiên vạn giới, trong chốc lát, trên đầu đệ nhị tiên đã xuất hiện mấy trăm nghìn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều thể hiện lực lượng kiếm tu mạnh mẽ. Lúc này, đệ nhị tiên hét to, tập trung. Nàng ta vừa dứt lời, mấy trăm nghìn thanh kiếm đã biến thành mấy trăm nghìn kiếm quang bay vào trong kiếm lệnh. Kiếm lệnh rung động kịch liệt. Một tiếng kiếm reo vang lên từ bên trong, trong nháy mắt, kiếm tu vạn giới đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng kiếm reo vang lên. Đệ nhị tiên nơi chân trời nhìn xuống Diệp Huyên, điên cuồng nói, kiếm tu, run sợ đi. Dứt lời, nàng ta chắp tay chỉ về phía Diệp Huyên, chém. Kiếm lệnh kia đột nhiên chém xuống từ chân trời. Xoẹt. Một tiếng chém cực kỳ đáng sợ vang vọng khắp vũ trụ. Bên dưới. Diệp Huyên im lặng không nói một lời, khi kiếm lệnh bay đến trên đầu hắn, hắn cũng không thèm tránh né, mặc cho nó đâm vào đầu mình. Oanh! Ngay sau đó, phạm vi mấy triệu dặm xung quanh Diệp Huyên lập tức biến thành hư vô. Nhưng Diệp Huyên lại không bị làm sao cả, vẫn đứng yên tại chỗ. Chẳng những thế, hắn còn đang hấp thu năng lượng kiếm khí vô cùng vô tận kia. Thấy cảnh này, đệ nhị tiên nơi chân trời trở nên bối rối. Nàng ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, việc này, không thể nào, sao có thể. Diệp Huyên ở bên dưới không ngừng run rẩy, lúc này bản thân hắn cũng có hơi kinh ngạc, lực lượng trong kiếm lệnh này thật sự quá đáng sợ. Đương nhiên năng lượng này không thể giết chết hắn, nhưng có thể khiến hắn vì hấp thu quá nhiều mà chết. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, mà lúc này, khí thế trên người hắn cũng đang dâng cao. Thấy khí thế của Diệp Huyên không ngừng tăng lên, đệ nhị tiên tỏ vẻ khó tin, sao? Sao ngươi có thể? Diệp Huyên chợt mở mắt, hắn nhìn về phía đệ nhị tiên, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cô đúng là một người tốt. Đệ nhị tiên. Không lâu sau đó, Diệp Huyên đã hấp thu được tất cả năng lượng, mà sau khi hấp thu những năng lượng kia, khí thế của hắn đã không thua kém gì đệ nhị tiên. Dù bây giờ hắn không phải là mệnh huyền cảnh. Nhưng dưới tình huống không sử dụng chiêu kiếm trảm mệnh và trảm tương lai, tu vi và thực lực của hắn vẫn không thua kém gì cường giả trên mệnh huyền cảnh cả. Dưới sự giúp đỡ của sức mạnh tinh thần và những kiếm khí này, thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Diệp Huyên lại nhìn đệ nhị tiên, chân thành nói, cô thật sự rất tốt. Đây là những lời thật lòng của hắn. Đệ nhị tiên ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm được? Không thể không nói, lúc này nàng ta thật sự rất ngạc nhiên. Người trước mắt chẳng những có thể nuốt chửng sức mạnh tinh thần mà còn có thể nuốt chửng kiếm khí, hắn là hố đen, cái gì cũng có thể hấp thu à. Diệp Huyên nhìn về phía đệ nhị tiên, cười nói, đệ nhị tiên cô nương, nể tình cô tặng ta nhiều quà như thế, ta cũng không nỡ giết cô nữa. Đệ nhị tiên cười chế nhạo, giết ta, ngươi cho rằng ngươi. Nói đến đây, nàng ta chợt trợn mắt. Một khắc sau, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày nàng ta. Sắc mặt đệ nhị tiên thoáng chốc thay đổi, nàng ta vội vàng sử dụng thể chất đặc biệt của mình, muốn cắn nuốt hết kiếm của Diệp Huyên, nhưng lần này, nàng ta phải thất vọng rồi.
vì thanh kiếm kia là kiếm Thanh Huyên. Sau khi kiếm Thanh Huyên tiến vào giữa chân mày của đệ nhị tiên, nó đã lập tức giam thần hồn của nàng ta lại, khiến nàng ta không thể động đậy. Lúc này, đệ nhị tiên lập tức lo lắng. Tử vong. Nàng ta thật sự đánh hơi được hơi thở của tử vong. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đệ nhị tiên cô nương, hỏi một câu, cô còn có lệnh bài gì không? Nếu có, ta có thể tạm thời không giết cô lại triệu hoán đi, chúng ta tiếp tục đánh. Lời nói này sức sát thương không cao, nhưng lại tràn đầy sự sỉ nhục. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết ta là ai không? Diệp Huyên gật đầu, đệ nhị tiên. Đệ nhị tiên lạnh lùng nói, ta là người của đệ nhị tộc, người có biết đệ nhị tộc không? Diệp Huyên bĩu môi, đệ nhị tiên cô nương, cô nói chuyện như thế thật sự không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vừa đánh nhau thua đã lôi người đứng sau ra, như thế rất nhàm chán. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chẳng lẽ ngươi không biết, thân phận và người chống lưng cũng là một năng lực à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cô vừa nói một câu ta vẫn luôn muốn nói nhưng ngại nói đấy. Tiểu tháp. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta chết ở đây, toàn bộ nguyên vũ trụ của ngươi sẽ phải chôn theo. Diệp Huyên gật đầu, ta thật sự hơi sợ. Đệ nhị tiên đột nhiên hỏi, phụ thân của ngươi tên gì? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó đáp, ông ấy tên Dương Diệp, thế nào, cô muốn kiếm chuyện với ông ấy à? Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta xảy ra chuyện, Dương gia của ngươi chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Dương gia bị diệt tộc liên quan gì đến ta, ta họ Diệp mà. Người đàn ông áo xanh. Tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ, người nói thế, nếu bị chủ nhân nghe thấy, người sẽ bị đánh chết. Diệp Huyên. Đệ nhị tiên ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ngươi muốn toàn bộ nguyên vũ trụ chôn theo mình thì ngươi giết ta đi. Diệp Huyên chắp tay chỉ tới. Kiếm Thanh Huyên lập tức cắt cổ đệ nhị tiên. Phụt. Một đường máu tươi bắn ra. Đệ nhị tiên trợn tròn mắt, nàng ta không ngờ người này thật sự dám giết nàng ta. Diệp Huyên cười nói, con người ta thích mềm không thích cứng, hơn nữa, ta ghét bị người khác uy hiếp nhất. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có lẽ thế, nhưng cô không thấy được nữa rồi. Nói xong, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên hoàn toàn hấp thu lấy linh hồn của đệ nhị tiên. Có điều vào khoảnh khắc đệ nhị tiên sắp biến mất hoàn toàn, một tia huyết quang chợt bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Không chút tiếng động, nhưng giữa chân mày Diệp Huyên lại có thể một dấu ấn màu máu, cùng lúc đó. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, dù ngươi là người phương nào, dù ngươi có lai lịch gì, đệ nhị tộc ta cũng sẽ giết sạch ngươi và người có liên quan đến ngươi. Diệp Huyên hét to, ta tên Dương Diệp, nếu đệ nhị tộc có bản lĩnh thì cứ đến đây, bao nhiêu người đến cũng được, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Sau một hồi yên tĩnh, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, đợi đấy. Đợi đấy. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ. Ta cảm thấy sớm muộn gì người cũng sẽ bị chủ nhân đánh chết. Diệp Huyên. Lúc này, Chu Tân xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng thoáng do dự, sau đó nói, sẽ có phiền phức sao? Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, cô sợ à? Chu Tân gật đầu, có lẽ nguyên vũ trụ không thể đấu lại gia tộc này đâu. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hình như ngươi không sợ. Diệp Huyên cười đáp, ta cũng sợ, cô không thấy trước đó ta luôn giảng hòa với nàng ta sao? Nhưng nàng ta cứ không muốn, là nàng ta cố chấp mà. Chu Tân im lặng một lát rồi nói, có lẽ lúc bé đầu nàng ta từng bị cửa kẹp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Chu Tân nhẹ giọng nói, thật ra thì ta cũng hiểu cho nàng. Diệp Huyên nhìn Chu Tân, tại sao? Chu Tân nói, lúc trước. Rất nhiều con cháu của Chu tộc ta cũng giống nàng ta, đều nghĩ mình cao hơn người khác một bậc, cảm thấy thân phận của mình đặc biệt, người khác phải phục tùng mình. Người như thế không phải có vấn đề đầu óc, mà là thân phận của họ đặc biệt, được nuông chiều từ bé. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên, thật ra ngươi khiến ta thấy rất ngạc nhiên. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười hỏi, sao lại nói thế? Chu Tân nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Lai lịch của ngươi chắc chắn không thua gì đệ nhị tiên, nhưng ngươi lại không hề kiêu căng,
nhìn từ tính cách, ngươi không giống một tiểu thiếu gia chút nào. Diệp Huyên cười đáp, ta từng chịu khổ. Từng chịu khổ. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Còn Diệp Huyên lại hơi cảm thán. Lúc trước nếu phụ thân nuôi hắn, e rằng hắn cũng sẽ trở thành một tiểu thiếu gia coi trời bằng vung. Thật sự là như thế. Nếu hắn vừa sinh ra đã ở bên cạnh phụ thân, hắn sẽ trở thành một người thế nào? Không có câu trả lời. Nhưng người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng không phải chuyện xấu. Lúc này, Diệp Huyên như nhớ ra điều gì, hắn đưa Chu Tân rời đi, lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới trước quảng trường đá xanh kia. Quả cầu kia vẫn còn ở đó. Diệp Huyên nhìn quả cầu, nhẹ giọng hỏi, có lẽ vũ trụ thư gì đó ở bên trong đúng không? Đúng thế. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, chính là Đế Minh kia. Đế Minh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp Thiếu, cậu có thể thu phục được quả cầu này. Diệp Huyên cười nói, ta cho rằng ông đi rồi. Đế Minh thoáng do dự rồi đáp, ta muốn nhìn thấy vũ trụ thư, sau đó sẽ đi. Ông ta phát hiện nói chuyện với Diệp Huyên không thể văn vở, thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Diệp Huyên quan sát quả cầu kia, hắn thả thần thức ra, nhưng thần thức đó vừa mới đến gần quả cầu đã biến mất. Diệp Huyên quan sát quả cầu kia, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đế Minh chợt nói, Diệp Thiếu, chắc chắn quả cầu này có linh tính, hay là cậu thử trò chuyện với nó đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn quả cầu kia, sau đó cất lời, trò chuyện một lát không? Không có tiếng đáp lại. Lúc này, Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, để ta trò chuyện với nó. Dứt lời, nó thẳng thừng đưa quả cầu vào trong Tiểu Tháp. Diệp Huyên. Không lâu sau đó, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trò chuyện xong rồi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, thật sao? Tiểu Tháp đáp, đúng thế. Lúc này, quả cầu kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó, nó mở ra, ở bên trong là một quyển cổ tịch rất dày, ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một trái tim, nhưng trái tim này màu trắng, hơn nữa nó còn đang đập. Lúc này, quả cầu kia chợt lên tiếng, chào Diệp Thiếu. Diệp Huyên. Quả cầu kia nói tiếp, ta là vũ trụ chi tâm, nguyên vũ trụ chi tâm, Diệp Thiếu, sau này ta sẽ cùng người vào sinh ra tử. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Tân và Đế Minh đều trở nên kỳ lạ. Cứ thế thần phục rồi à? Diệp Huyên hơi tò mò, Tiểu Tháp, người nói gì với nó thế? Tiểu Tháp đáp, ta nói với nó là, ta và tiểu hồn lợi hại như thế còn thần phục tiểu chủ. Nó dựa vào cái gì mà không thần phục? Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, mấy thứ linh này rất thực tế, người đừng nói đến tình cảm với chúng, cộc cằn một chút. Cứ nói là vào sinh ra tử với lão tử, có tương lai, như vậy bọn họ gần như sẽ không từ chối. Hơn nữa, khi nãy quả cầu này vẫn luôn quan sát người và nữ nhân kia chiến đấu, nó đang xem hai người ai lợi hại hơn, nó sẽ đi theo người đó. Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt nói, Tiểu Tháp, người đi theo ta là vì tình cảm hay là thứ gì khác? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, người hỏi như thế khiến ta hơi đau lòng. Người có hiểu tình cảm giữa ta và chủ nhân không? Ta ở bên chủ nhân gần như là cả đời, ta và ngài ấy đồng cam cộng khổ, tình cảm sâu đậm, có thể nói với quan hệ của ta và chủ nhân, người gọi ta một tiếng cha tháp cũng không quá đáng. Diệp Huyên sa sầm mặt, tiểu tháp vội nói, đương nhiên đó chỉ là một xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Tiểu chủ, người nói chuyện với vũ trụ chi tâm trước đi. Diệp Huyên lắc đầu. Thật không biết sao lúc trước phụ thân có thể chịu đựng được tiểu tháp nữa. Thật ra hắn không biết rằng sau khi đi theo hắn, tiểu tháp mới thay đổi tính tình. Diệp Huyên nhìn về phía vũ trụ chi tâm, ta xưng hô thế nào với người đây? Vũ trụ chi tâm đáp, tiểu nguyên. Diệp Huyên cười nói, tiểu nguyên, có thể cho ta xem thử vũ trụ thư kia không? Tiểu nguyên đáp, được thôi. Dứt lời, vũ trụ thư lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm vũ trụ thư lên, hắn mở trang đầu tiên ra, bên trong là một vài cảnh giới. Phân chia cảnh giới của nguyên vũ trụ. Cực kỳ chi tiết, hơn nữa còn có cách tu luyện rõ ràng. Diệp Huyên nhanh chóng nhìn thấy mệnh huyền cảnh, hắn đọc miêu tả của mệnh huyền cảnh, một lát sau,
hắn quay đầu nhìn Chu Tân và Đế Minh, hai người tu luyện sai rồi. Chu Tân im lặng. Đế Minh muốn nói lại thôi. Diệp Huyên mở trang tiếp theo ra, trang tiếp theo chỉ có một cảnh giới, trụ tâm. Trụ tâm là gì? Chính là vũ trụ chi tâm. Tu luyện được vũ trụ chi tâm, để bản thân và toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, bản thân sẽ trở thành thần của vũ trụ, có thể điều khiển mọi thứ. Cũng giống như thiên đạo của một thế giới, đương nhiên là còn đáng sợ hơn cả thiên đạo. Muốn tu luyện đến trụ tâm cảnh không phải chuyện dễ, nguyên vũ trụ ra đời không biết đã bao nhiêu vạn năm, nhưng chỉ có một người tu luyện được trụ tâm, cũng chính là người tạo ra vũ trụ thư. Nhưng người này cũng đến từ cổ vũ trụ. Người này tên là Cổ Thần. Ở nguyên vũ trụ, ông ta là người đầu tiên đạt tới trụ tâm, nhưng ở cổ vũ trụ thì không phải. Hơn nữa vì tu luyện đến trụ tâm, Cổ Thần này đã nuốt chửng toàn bộ vạn vật vạn linh của nguyên vũ trụ. Nói một cách đơn giản là hy sinh vũ trụ để thành toàn cho bản thân. Nhưng vì sao bây giờ nguyên vũ trụ này vẫn còn tồn tại? Thật ra là vì Tiểu Bạch. Hắn muốn đánh Tiểu Tháp một trận, cái đồ thích ra vẻ này, sở dĩ Tiểu Nguyên này dứt khoát phục tùng hắn như thế đều là vì Tiểu Bạch. Năm đó dù nguyên vũ trụ bị nuốt chửng, nhưng thiên đạo của nguyên vũ trụ vẫn còn sống, mà thiên đạo của nguyên vũ trụ đã tìm thấy Tiểu Bạch, có một điều đáng nói là Cổ Thần này chết trong tay Nhị Nha. Cổ Thần bị Nhị Nha ăn tươi nuốt sống. Khi biết được điều này, Diệp Huyên hơi lúng túng. Mẹ kiếp! Nhị Nha thật sự ăn thịt người. Tiểu Bạch đã ngăn cản Nhị Nha ăn trụ tâm này, một trụ tâm đại diện cho muôn vàn sinh linh. Tiểu Bạch không thể hồi sinh hàng tỷ sinh linh này, vì thần thức của họ đã hoàn toàn biến mất, nhưng cô bé đã cho họ một cơ hội để sống lại. Chỉ cần đủ thời gian, hàng tỷ sinh linh có thể có linh trí một lần nữa. Sở dĩ cô bé không đưa trụ tâm này đi là vì hàng tỷ sinh linh bên trong nó thuộc về nguyên vũ trụ. Nhưng cô bé từng nói sẽ quay lại gặp Tiểu Nguyên, có điều hai tiểu tử này đã một đi không trở lại. Tiểu Nguyên hoàn toàn không biết hai tiểu tử này đã chạy đến hệ ngân hà rồi. Bọn họ đang sống rất vui vẻ ở nơi đó. Diệp Huyên lại lật một trang, phía sau không có gì cả. Vũ trụ thư. Vũ trụ thư cũng không phải thần vật của nguyên vũ trụ, mà là một siêu thần khí cổ thần mang đến từ cổ vũ trụ. Lúc trước ông ta có thể càn quét toàn bộ nguyên vũ trụ là vì có thần khí này. Quyển sách này có thể giết chết cường giả trụ tâm cảnh và dưới trụ tâm cảnh, chỉ cần viết tên ra, nếu đối phương không có tạo hóa thì sẽ chết chắc. Kể cả cường giả trụ tâm cảnh. Nhưng mỗi một lần viết đều sẽ hao tổn rất nhiều, thực lực đối phương càng mạnh sẽ càng tiêu tốn nhiều linh khí, giết chết một cường giả trụ tâm cảnh phải tốn ít nhất hơn 100 sợi tinh mạch. Nói một cách đơn giản là dùng tiền để giết người. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, không phải ta mạng lớn lắm ao. Có nên thử không? Thật ra hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc vũ trụ thư có lợi hại đến thế không? Nghĩ là làm. Diệp Huyên lập tức viết hai chữ lên vũ trụ thư Tiểu Tháp. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp. Sau khi thấy Diệp Huyên viết hai chữ đó xong, Tiểu Tháp không nhịn được nói, Tiểu Chủ, người là con gì chứ không phải con người. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp hơi rung lên. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, vội hỏi, Tiểu Tháp, ngươi không sao chứ? Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, ta thì bị gì được? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vũ trụ thư này vô dụng à? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ta đề nghị người móc mắt đi. Tại sao? Tại có giữ lại người cũng không dùng. Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư, hắn hiểu rồi. Thì ra vũ trụ thư này chỉ có tác dụng với những người tu luyện theo cảnh giới trong sách, mà Tiểu Tháp căn bản không tu luyện, vì vậy sách này không có tác dụng gì với nó. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, ngươi không tu luyện một ngày nào cả à? Tiểu Tháp hỏi ngược lại, ta tu luyện làm gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ngươi không đeo đuổi điều gì cả à? Tiểu Tháp khẽ thở dài, Tiểu Chủ, ta có tu luyện cả đời cũng không bằng một lần được thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo. Người nói đi, ta tu luyện có nghĩa lý gì chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không có nghĩa gì cả. Tiểu Tháp nói, ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Tiểu Tháp ta cả đời này chỉ cần ôm chắc một cái đùi bự thôi. Rồi sẽ có một ngày Tiểu Chủ vô địch, khi đó ai dám bắt nạt ta?
Diệp Huyên lạnh lùng nói, đợi sau khi ta vô địch, ta sẽ truyền ngươi lại cho con ta, ngươi lại tiếp tục đi theo nó tạo ra truyền kỳ mới. Tiểu Tháp trầm mặc một lát rồi nói, tiểu chủ, cầu xin người đừng làm thú nữa. Diệp Huyên. Lúc này, Đế Minh ở bên đột nhiên nói, Diệp Thiếu, không biết hai người bọn ta có thể xem vũ trụ thư này không? Ông ta rất thông minh khi nói kèm theo cả Chu Tân vào. Bởi vì ông ta biết Diệp Huyên và Diệp Huyên có mối quan hệ không hề tầm thường. Diệp Huyên cười nói, không thể. Đế Minh cười khổ, nhưng không dám nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nhưng ta có thể cho hai người biết cái gì là mệnh huyền cảnh chân chính. Nói rồi, hắn bấm tay một cái, hai luồng sáng trắng lập tức chui vào hàng mày của cả hai. Mệnh huyền cảnh. Bên trong vũ trụ thư có miêu tả vô cùng cặn kẽ về cảnh giới này, và có cả phương pháp tu luyện chân chính. Đệ nhị tiên ban nãy thật ra cũng là một mệnh huyền cảnh, nhưng nàng ta là mệnh huyền cảnh chân chính, hơn nữa lai lịch của người phụ nữ này không hề tầm thường. Những sát chiêu kia cái sau mạnh hơn cái trước, cho dù là mệnh huyền cảnh chân chính e là cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nói đơn giản hơn thì nàng ta chính là một mệnh huyền cảnh có chống lưng. Nghĩ đến đệ nhị tiên, Diệp Huyên bỗng xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, đây là nhẫn hắn đoạt được khi giết chết đệ nhị tiên. Diệp Huyên nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn có hơn 100 triệu tinh mạch. Một phen phát tài. Ngoại trừ tinh mạch thì còn có vài thần vật linh tinh nữa, tất nhiên là từ khi có kiếm Thanh Huyên, thần vật bình thường đã không còn lọt vào mắt hắn nữa. Kiếm Thanh Huyên vừa có thể công vừa có thể thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên vỗ đầu mình một cái, mẹ nó, sao mình lại quên mất chức năng phòng thủ của kiếm Thanh Huyên? Với cấp bậc hiện tại của kiếm Thanh Huyên, nếu hóa thành khiên kiếm thì có gì nó không phòng ngự được. Mình đúng là ngu quá đi mất. Không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt Diệp Huyên lại nhìn vào hai chiếc lệnh bài một tím một đỏ ở trong nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, hai chiếc lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, hắn quan sát chúng một chút, trong lòng có phần hiếu kỳ, đệ nhị tiên kia đã dùng những lệnh bài này để thi triển những thần thông cực kỳ mạnh mẽ, nhất là hai thuật triệu hoán kia, rất là quái dị. Dùng như thế nào đây? Diệp Huyên nghiên cứu một chút nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, Đế Minh ở bên cạnh bỗng nói, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn về phía Đế Minh hành lễ một cái thật sâu, ân tình của Diệp Thiếu, tại hạ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Mệnh huyền cảnh. Bây giờ ông ta mới hiểu được thế nào là mệnh huyền cảnh chân chính. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Đế Minh, cười thầm trong lòng mà không nói gì. Kiếp sau mới báo đáp à, tên này đang đấu trí với hắn đây mà. Đế Minh lại nói tiếp, Diệp Thiếu, cậu bận trăm công nghìn việc, ta đi trước thì hơn. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ngay, không hề do dự một chút nào. Lúc trước Diệp Huyên đã giết đệ nhị tiên, gia tộc của nàng ta chắc chắn sẽ trả thù, có thể nói, giờ mà đi theo Diệp Huyên thì vô cùng nguy hiểm. Bây giờ không chuồn thì sau này e là không chuồn được nữa. Chu Tân ở bên cạnh đột nhiên nói, gia tộc của người phụ nữ kia, Diệp Huyên cười nói. Ta sẽ rời khỏi nơi này, chỉ cần ta không ở đây, bọn họ cũng sẽ không đến làm gì. Chu Tân hơi ngẩn người rồi lắc đầu bảo, ta không có ý đó. Diệp Huyên cười nói, vậy ta ở lại nhé, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chu Tân nhìn Diệp Huyên, người đi thì hơn. Diệp Huyên lườm Chu Tân một cái, cô vô tình thật đấy. Chu Tân nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện cá nhân ta, không liên quan gì đến vùng vũ trụ này của các cô cả, ta sẽ tự mình giải quyết. Chu Tân trầm giọng nói, ngươi có thể đối phó được sao? Diệp Huyên cười, thử xem đã. Chu Tân khẽ thở dài, nàng ta hơi do dự một chút rồi nói, trên mệnh huyền là cảnh giới gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta không muốn nói cho cô biết lắm. Chu Tân hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười nói, theo như hiện nay mà nói, các cô muốn tu luyện đến cảnh giới này gần như là chuyện không thể. Trụ tâm cảnh. Muốn tu luyện tới cảnh giới này nhất định phải tu ra được tâm vũ trụ, mà muốn luyện ra được nó thì phải cắn nuốt toàn bộ một vùng vũ trụ. Với thực lực của Chu Tân thì tất nhiên là không thể làm được điều đó. Thật ra hắn cũng có chút tư tâm, Tiểu Bạch vất vả lắm mới cứu sống được vũ trụ này,
hắn không muốn bởi vì mình mà khiến sinh linh nơi đây gặp phải họa tận diệt. Dù sao đây là nơi Tiểu Bạch đã cứu mà. Chu Tân liếc mắt nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên cười nói, hiểu là tốt, tất nhiên, dù cô có không hiểu thì ta cũng không thể giải thích cho cô được. Chu Tân cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chu Tân đột nhiên nói, người còn trở về không? Diệp Huyên lắc đầu. Chu Tân nhíu mày lại, tại sao? Phía xa, Diệp Huyên cười to, bởi vì nơi đây không có người khiến ta lưu luyến, vậy nên đợi đến khi ta đi qua thêm vài vũ trụ nữa, ta sẽ quên đi nơi này thôi. Chu Tân trầm mặc. Mà Diệp Huyên đã biến mất ở nơi cuối tinh không? Chu Tân đứng yên tại chỗ, một lúc sau, nàng ta lắc đầu rồi xoay người rời đi. Không có người khiến hắn lưu luyến. Đối với Diệp Huyên mà nói, nguyên vũ trụ này chỉ là một nơi qua đường của hắn mà thôi, và nàng ta cũng vậy. Chấm chấm chấm. Ở nơi chân trời, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, bởi vì tiểu hồn ở trong tiểu tháp sắp đột phá. Diệp Huyên vào trong tháp, lúc này, kiếm Thanh Huyên đang rung lên kịch liệt, từng luồng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ bên trong. Sắp đột phá. Diệp Huyên có chút hưng phấn, cũng có chút chờ mong. Sau khi tiểu hồn được Thanh Nhi cải tạo thì chưa đột phá thêm lần nào, lần này ắt hẳn sẽ có sự thay đổi long trời lỡ đất cho mà xem. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên bùng lên một luồng ánh kiếm óng ánh, nháy mắt sau, toàn bộ tiểu tháp rung lên kịch liệt. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi nhẹ chút. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên lần nữa, ngay sau đó, một tia kiếm quang phóng ra từ chuôi kiếm Thanh Huyên, rồi lại chui vào trong mũi kiếm. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình thường. Kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Diệp Huyên, hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá rồi. Diệp Huyên đưa tay nắm thật chặt kiếm Thanh Huyên, hắn nhắm hai mắt lại, lát sau, khóe miệng hắn hơi cong lên, hắn phát hiện kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn khác với trước đây. Đột phá. Tất cả năng lực của nó đều được tăng lên rất nhiều, theo đó, nếu bây giờ hắn dùng kiếm Thanh Huyên để triển khai một kiếm Trảm Mệnh hay Trảm Tương Lai thì uy lực cũng sẽ được đề cao gấp mấy lần. Có thể nói, nếu để hắn giao thủ lần nữa với đệ nhị tiên, hắn có thể dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Không chỉ thế, kiếm Thanh Huyên cũng kiên cố hơn nữa. Ngoài ra, mũi kiếm của Thanh Huyên cũng thêm sắc bén. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên lại, khóe miệng dần nở nụ cười. Tuy hiện tại hắn muốn dựa vào bản thân nhiều hơn, nhưng kiếm Thanh Huyên đã đột phá, hắn cũng vô cùng hài lòng. Có thể không dùng ngoại vật, nhưng nhất định phải có ngoại vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ chúng ta sẽ đến cổ vũ trụ sao? Diệp Huyên cười nói, ừ. Tiểu tháp do dự một lúc rồi đáp, có muốn tu luyện một khoảng thời gian rồi hẳn đi tiếp không? Diệp Huyên cười ha ha, không cần. Nói rồi, hắn liền biến mất ở cuối chân trời. Bây giờ hắn muốn đột phá tiếp thì không thể chỉ đơn thuần tĩnh tọa tu luyện được. Bởi vì bây giờ hắn gần như đã tu luyện thời không chi đạo đến cực hạn rồi, mục tiêu hiện tại của hắn là phát hiện ra thời không mạnh mẽ hơn, hoặc là tìm đến một cường giả tầm cỡ hơn để chiến đấu. Lúc trước khi chiến đấu với đệ nhị tiên, hắn đã nhận được rất nhiều thứ. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói thử cổ vũ trụ và gia tộc đệ nhị kia có đi tìm chủ nhân thật không? Diệp Huyên cười nói, chẳng phải bọn họ muốn diệt cửu tộc nhà ta sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, ta có tính là trong cửu tộc không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tính chứ? Tiểu tháp nặng nề đáp, mẹ nó, ngay cả ta mà bọn chúng cũng không định buông tha. Bây giờ đám phản loạn này đúng là ngu si, hở một chút là diệt cửu tộc thập tộc, có bản lĩnh như thiên mệnh tỷ tỷ đi. Diệt một lần cả lò vũ trụ này luôn nè. Diệp Huyên. Đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một khắc sau, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chợt ập đến từ phía tinh không xa xôi. Theo luồng hơi thở này xuất hiện, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi sục lên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, làm sao bây giờ? Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Không nói gì. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa,
ông lão nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi là kẻ đã giết nhị tiểu thư của đệ nhị tộc ta. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Vẻ mặt ông lão trở nên dữ tợn, ai cho ngươi? Vừa nói đến đó, trong mắt của lão đã rụt lại, đầu văng ra ngoài. Nhất kiếm chảm tương lai. Trong nháy mắt ông lão vừa xuất hiện đó, Diệp Huyên cũng đã xuất kiếm. Mà chiêu kiếm này, đến khi chết rồi lão ta mới cảm nhận được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào tinh không xa xôi, khẽ mỉm cười, ta không muốn ra vẻ đâu, nhưng mà chúng chỉ có thế thôi sao? Tiểu tháp! Chỉ thế thôi sao? Nói xong câu này, Diệp Huyên bèn xoay người rời đi. Ông lão này không phải trụ tâm cảnh mà là mệnh huyền cảnh, nhưng rõ ràng đệ nhị tộc này không biết, ở trong mắt Diệp Huyên hắn bây giờ, mệnh huyền cảnh chỉ như một con kiến mà thôi. Diệp Huyên nhanh chóng biến mất ở tinh không mờ mịt. Mà lần này, điểm đến của hắn là cổ vũ trụ. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không. Trên kiếm thanh huyên, Diệp Huyên không ngừng quan sát xung quanh, nơi hắn đi qua, vũ trụ tinh hà sáng chói, đẹp không tả xiết. Diệp Huyên chợt cười nói, vũ trụ rộng lớn như thế, thật ra đi ngắm nhìn cũng không tệ. Tiểu tháp cất lời, tiểu chủ, người nghĩ lần này người có thể ngầu quá 3 ngày không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lời nguyền 3 ngày. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối vũ trụ. Cổ vũ trụ. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyên đi tới cổ vũ trụ. Không thể không nói, cổ vũ trụ và nguyên vũ trụ cách nhau rất xa, phải biết rằng hắn sử dụng kiếm thanh huyên cũng phải ngự kiếm mất nửa tháng. Người bình thường dù là mệnh huyền cảnh cũng phải mất ít nhất mấy tháng. Sau khi tiến vào cổ vũ trụ, Diệp Huyên cũng không lập tức đi tìm đệ nhị tộc, trước mắt, làm rõ thực lực của cổ vũ trụ và đệ nhị tộc quan trọng hơn. Vừa tiến vào cổ vũ trụ, hắn đã cảm nhận được một hơi thở mịt mờ lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biết đó là cường giả trụ tâm cảnh. Cổ vũ trụ có cường giả trụ tâm cảnh, nhưng chắc chắn không nhiều, cường giả cấp bậc này không có khả năng quá nhiều được. Theo lý thuyết thì có lẽ sẽ không có chuyện trụ tâm cảnh đông như kiến đâu. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không dám đảm bảo, dù sao thế giới này luôn có một vài chuyện khó tin, đặc biệt là về cảnh giới. Lúc này, thời không phía xa chợt sụp đổ, một khắc sau, một chàng trai lao ra từ thời không trước mặt Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, chàng trai hơi sửng sốt, sau đó, trong mắt hắn ta lộ vẻ dữ tợn, cùng lúc đó, hắn ta siết chặt tay phải. Lúc này, không gian sau lưng người đàn ông lại nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, các ngươi cùng một phe à? Chàng trai hơi sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, các ngươi không phải cùng một phe ư? Rõ ràng hai người đều cho rằng Diệp Huyên là đồng bọn của người còn lại. Diệp Huyên nhìn hai người, cười nói, hai người tiếp tục đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, chàng trai chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn hắn ta, có chuyện gì à? Chàng trai do dự, sau đó mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, giúp ta đưa thứ này đến tiên gia, ngươi sẽ có được một cơ duyên lớn. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ kia, lắc đầu. Chàng trai híp mắt, 100 sợi tinh mạch. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ân oán không rõ, hắn không được dính dáng vào. Lúc này, chân trời phía xa chợt nứt ra, một khắc sau, có một ông lão chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy ông lão này, chàng trai phía sau Diệp Huyên lập tức mừng rỡ, Vân Tiêu trưởng lão. Người đàn ông áo bào đen phía sau chàng trai lập tức xa sầm mặt, vì người của gã ta vẫn chưa tới. Lúc này, chàng trai đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Vân Tiêu trưởng lão, chặn hắn lại. Nghe vậy, ông lão tên Vân Tiêu kia lập tức đè tay phải về phía Diệp Huyên, khiến không gian nơi hắn đứng lập tức biến thành một lồng giam. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn chàng trai lại nhìn người đàn ông áo bào đen, Vân Tiêu trưởng lão, bây giờ vẫn chưa thể xảy ra mâu thuẫn trực diện với thần tông, cho nên. Nói đến đây, hắn ta làm ra động tác cắt cổ. Rõ ràng là bọn họ muốn giết người đàn ông áo bào đen, nhưng lại không muốn người khác biết là bọn họ giết, cho nên muốn giết Diệp Huyên diệt khẩu. Lúc này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có phải ngươi bị điên không?
Chàng trai nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy bản thân vô tội à? Đương nhiên ngươi đúng là vô tội, nhưng ai bảo ngươi gặp phải chuyện không nên gặp? Diệp Huyên hơi đau đầu, ta không muốn dính dáng vào chuyện giữa các ngươi, đừng gây chuyện với ta, được chứ? Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không được. Xoẹt. Cổ họng của chàng trai đột nhiên bị chém đứt, máu tươi bắn ra. Ông lão Vân Tiêu và người đàn ông áo đen đều thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên nhìn chằm chằm chàng trai, cảm thấy bản thân vô tội à? Đương nhiên ta cảm thấy ngươi không hề vô tội chút nào. Chàng tay giơ tay che cổ họng, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là người của nhà họ Tiên. Diệp Huyên chợt nổi giận, im miệng, lão tử ghét nhất kiểu người đánh không lại thì lôi thế lực chống lưng ra. Đúng là không có chút nguyên tắc nào cả. Dứt lời, hắn vung kiếm chém bay đầu người đàn ông, máu tươi bắn lên cao, cực kỳ đẫm máu. Ông lão Vân Tiêu ở bên cạnh sợ hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn Vân Tiêu, hắn động tâm niệm, đầu của ông ta cũng rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Người đàn ông áo bào đen bên kia đang sững sờ. Đây là thần thánh phương nào vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.